Xin chào các bạn đến với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Như các bạn biết, khách mời của Hotel Việt Nam luôn luôn là những khách mời rất đặc biệt. Và hôm nay chúng ta cũng có một vị khách rất đặc biệt, đó là bạn Minh, người đang phụ trách về phát triển các dự án của tập đoàn Marriott ở Việt Nam, mà tiếng Anh thì gọi là Business Development. Rất vui là em đã cố gắng tranh thủ thời gian để dành cho Hotel Việt Nam. Anh biết là Minh vừa hôm qua từ Sài Gòn về đây đúng không? Cảm ơn em rất nhiều. Rất là vui được tham gia vào chương trình để trao đổi cùng với anh và để cho tất cả mọi người biết rằng là cái lĩnh vực mà chỉ có một hai người có thể hiểu được rõ, và anh là một trong những người đã từng ngồi ở vị trí này với một tập đoàn khác trước đây. Thì hy vọng rằng là có thể trao đổi để mọi người có thể hiểu được sâu hơn và kỹ hơn là lĩnh vực của chúng tôi, những người làm hotel development là làm những cái gì. Chúng tôi cũng rất hân hạnh trong cái chương trình này thì có Hải Yến đồng hành cùng với Hotel Việt Nam. Đây là một công ty chuyên cung cấp về các giải pháp về bếp, về giặt là cho các khách sạn 4 sao và 5 sao Việt Nam. Mình sẽ phải nói với khán giả một chút là như này, là mình là đang phụ trách của Marriott ở Việt Nam về development, nhưng mà trước kia thì Minh lại là người phụ trách development của Accor Việt Nam, mà mình thì là đời đầu già rồi, còn bạn này thì đang rất phong độ và trẻ trung, cho Minh có rất nhiều kinh nghiệm, và trước đấy thì Minh lại còn làm cho CBA nữa cơ. Thế cho anh muốn là Minh sẽ giới thiệu một chút về bản thân em cho mọi người biết rõ hơn, mặc dù Minh cũng rất nổi tiếng trong ngành dịch vụ khách sạn và đặc biệt là các tập đoàn quốc tế về khách sạn, đúng không? Đến bây giờ là tổng cộng có khoảng độ 15 năm, gần hơn 15 năm làm trong lĩnh vực phát triển khách sạn. Trong đó là có một thời gian dài làm cho Accor. Sau đó là có làm cho một số chủ đầu tư riêng lẻ khác nhau. Và 5 năm vừa qua thì làm cho tập đoàn Marriott. Nhưng mà trước đó nữa lại không có một duyên nào với cả lĩnh vực khách sạn cả, mà chỉ làm về bất động sản cho một tập đoàn của Mỹ là CBRE. Thế rất là tình cờ một hôm gặp một anh bạn ở trong một cái buổi giao lưu. Thì anh ấy giới thiệu rằng anh ấy làm cho khách sạn Accor. Thế rồi quen nhau, thân nhau trong tất cả các lĩnh vực thôi, tức là khi đi giao lưu như vậy thì luôn luôn giữ mối quan hệ. Thế một hôm rất là bình thường, anh ấy gửi một cái email, anh ấy bảo là Minh ơi, có biết ai hiểu về khách sạn và làm về lĩnh vực khách sạn hay không? Thế lúc đấy em mới vô tình thôi, em cũng đùa thật thôi, bảo tôi đây, tôi có thể làm được mà. Thế là anh ấy bảo rằng thật hả? Sang đây nói chuyện ngay lập tức. Thế là bén duyên với cả lĩnh vực phát triển khách sạn. Thì để mà sau này mới biết rằng là anh ấy cố tình làm như vậy để kéo mình về. Mà thông qua một cách gọi là rất là tự nhiên, như một người bạn. Và người đấy là anh cũng biết. Thì để mà làm được ở cái vị trí phát triển khách sạn ấy thì cần phải hiểu bất động sản. Bởi vì bản chất của tất cả khách sạn nó cũng vẫn là bất động sản. Nó là một cấu phần nhỏ của tổng thể thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản thì ai cũng biết rồi, họ còn gồm có là trung tâm thương mại, các tòa nhà văn phòng, chung cư, nhà đất và cả nhà xưởng nữa. Bây giờ bắt đầu Việt Nam bắt đầu thu hút nhiều các cái vốn đầu tư nước ngoài, cũng như là các tập đoàn nước ngoài bắt đầu vào đây. Thì nhà xưởng, lĩnh vực khu công nghiệp cũng là một trong những cái bất động sản cực kỳ quan trọng. Mà lĩnh vực đó thì đã có những bậc tiền bối đi trước chúng ta từ cách đây phải đến 30 năm rồi. Tức là sau khi mà Việt Nam được dỡ bỏ cấm vận là đã có rất nhiều anh đầu tư dọc trên cái đường năm cũ để đi vào Hải Phòng, cũng như là ở trong miền Nam là tỉnh Sông Bé ngày trước, bây giờ nó là Bình Dương và Đồng Nai. Thì đấy là cái lĩnh vực bất động sản nói chung. Còn riêng về khách sạn ấy thì nó có một cái thứ rất là hay ho. Một lĩnh vực mà rất là lạ mà lúc đấy mình chưa hiểu nó là cái gì cả. Mình muốn biết được rằng là làm thế nào để các quốc gia khác họ đã phát triển rất là nhiều rồi, ở Việt Nam mình thì làm thế nào để hiểu được, để chủ đầu tư có thể hiểu được, người ta có thể hiểu được là phải để xây khách sạn. Tại thời điểm 2019 thì ở Việt Nam số lượng khách sạn 5 sao chắc đếm trên đầu ngón tay. Quay lại là trước khi làm cho Accor thì
thì mình làm cho CBRE bất động sản. Nhưng trước đấy anh nhớ là mình học bên Úc về đúng không? Dạ đúng ạ. Em học về chuyên ngành về gì? Quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh. Thế làm thế nào xong lại cũng lại xin vào làm CBRE hay cũng lại một anh nào cũng nhắn tin gọi điện thoại? CBRE cũng rất là vô tình bởi vì khi mà ở Úc về năm 2003 thì bắt đầu làm cho một cái trường học tiếng Anh. Cái trường dạy tiếng Anh nó rất là nhỏ. Và cái thời điểm đó là họ đang muốn phát triển thêm ra. Thì năm 2004 là lúc Vincom Bà Triệu mới xây dựng xong và đang cần khách hàng thuê trung tâm thương mại ở dưới và khối văn phòng ở bên trên. Thì cái chị giám đốc chị mới bảo rằng là Minh ơi, cái cơ sở này nhỏ quá rồi, mình liệu có đi tìm một cái chỗ nào đó để thuê được rộng hơn, tốt hơn hay không, để có chỗ gửi xe rộng rãi cho sinh viên, cho học sinh của mình. Thì lúc đấy em nghĩ rằng là chị ơi, nếu mà như thế thì chỉ có vào những cái tòa nhà văn phòng, những cái trung tâm thương mại để có sự đồng bộ và hài hòa phối hợp, tức là học sinh của mình đến chờ, họ có thể chơi ở trung tâm thương mại, xong sau đó họ lên họ học ở trong cái tòa nhà văn phòng và mình không cần thiết phải thuê ở trên tầng cao. Thì lúc đấy là thuê ở tầng 8 của tòa nhà Vincom Bà Triệu bây giờ. Ngày đó nó có hai tòa tháp, tháp A và B. Thì tháp B là một ngân hàng họ đã thuê hết toàn bộ, chỉ còn tháp A. Thì vô tình thế nào đó văn phòng CBA lại cùng nằm ở tầng 8 và làm hợp đồng thuê. Lúc đấy là CBA là đơn vị mà đứng ra môi giới cái việc cho thuê văn phòng đó cho tập đoàn Vingroup tại thời điểm đó 2004. Thì gặp một anh người nước ngoài ở trong đó và nói chuyện và thuê văn phòng, xong sau đó cũng lại đùa với anh ấy rằng là lĩnh vực này hay nhỉ, liệu tôi có thể sang làm được hay không. Thế là anh ấy giới thiệu cho anh Richard Leach và sau đấy nữa là anh Mark Townsend. Thì lúc đó là mình ở nước ngoài về, mình có tiếng Anh tốt. Thế xong rồi các anh bảo thế là được, thế là vào làm thôi. Thế là làm cho CBA từ năm 2004 cho đến tận 2009. Làm CBRE tại lúc đấy em đang từ trong cái lĩnh vực mà đi học về xong rồi dạy tiếng Anh đúng không? Em không dạy tiếng Anh, em chỉ là gọi là cái tổ chức phối hợp mọi người. Thì sang đây một cái lĩnh vực cũng là mới đúng không? Em có gặp khó khăn hay có challenge gì không? Mình đã vượt qua nó như thế nào? Đương nhiên là khi mà có một cái lĩnh vực mới nhưng mà mình chưa hiểu gì sâu, mình mới chỉ biết sơ sơ thì mình sẽ cần phải học. Và khi mình học thì mình lại phải đến tận các khách sạn để nói chuyện với các tổng giám đốc, để họ nói chuyện với mình, họ giải thích cho mình, họ hướng dẫn cho mình. Và để hiểu được một cái khách sạn vận hành như thế nào đó thì mình không phải là đi vào từ lối cửa đằng trước như khách hàng thông thường nữa, mà mình phải đi vào từ lối cửa phía đằng bên cạnh là lối dành cho nhân viên. Tức là mỗi một khách sạn sẽ có hai lối ra vào riêng biệt, lối dành cho nhân viên, lối vào cho khách riêng. Nên là mình phải đi từ những cái khía cạnh mà nhân viên để mình hiểu được rằng là cái khách sạn nó vận hành như thế nào, nó có những cái quy trình cụ thể như thế nào, nó có công năng ra làm sao về an ninh cho nhân viên, về đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm, thậm chí là có một cái lối giao nhận hàng hóa riêng, mình cũng phải hiểu được những cái đó. Thì nhờ rằng là khi ở nước ngoài là mình đi nhiều những nơi như thế và mình đã từng làm việc ở những trung tâm thương mại, họ có những cái lối ra vào riêng, thì mình cũng hiểu rằng là khách sạn cũng sẽ tương tự như vậy. Và mình tự học thôi, mình tự tìm hiểu, mình phải nhìn trên các cái bản vẽ, nếu như là có bản vẽ, còn nếu không thì mình phải tự đi và mình nhìn, mình hỏi, thấy là đây là những cái công năng để mà phục vụ cho bất cứ một cái doanh nghiệp nào. Và khách sạn cũng như vậy, bản thân khách sạn là một doanh nghiệp, và một doanh nghiệp thì phải có một cái sự vận hành theo một cái quy trình nhất định, một cái dây chuyền nhất định. Thì cái đó là mình sẽ phải học dần dần để mình hiểu được cái lĩnh vực mà mình sẽ làm. Bạn Minh thì bạn ấy rất là đam mê về development, về khách sạn, về công năng. Cho mình đang hỏi bạn CBRE nhưng bạn ấy đang trong đầu của bạn đang nghĩ về phát triển khách sạn không sao cả. Bởi vì cái đề tài hôm nay mình đang nói về cái đấy mà nó cũng tốt. Tại ý anh thì đang muốn hỏi em rằng là ví dụ mình làm CBRE như vậy, mình có khó khăn gì không? Và trong một quá trình mình làm về CBRE bất động sản như vậy thì nó có cái giá trị gì cho em sau này khi em chuyển sang làm về development của Accor? Hoàn toàn có, bởi vì lúc mà làm CBRE là em đã từng làm ở Hà Nội, ở Đà Nẵng và sau đó là làm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì làm tại Hà Nội lúc đó là em làm
về marketing. Ừ. À, em vẫn nhớ cái tòa nhà ở bên kia. Ừ. À, cái tòa nhà bên kia, Villa Serra kia mình nhìn thấy nó rất là nhỏ. Thì năm 2005, 2006. Ngày xưa nó cũng không nhỏ đâu nhỉ. Ngày xưa nó là tòa nhà to nhất và cao nhất ở khu vực đấy. Thì cái lúc mà CBA làm cái marketing cho thuê văn phòng ở đó, thì lúc đấy là trung tâm hội nghị này xong rồi và có sự kiện ở đây. Thì không thể để cái tòa nhà đó mà nó trơ cái khung xương lên được. Thì cả team mới bắt đầu ngồi nghĩ rằng là mình làm thế nào để che nó lại. Thì mình đi in một cái tấm bạt rất là lớn, hai cái tấm bạt rất là lớn, đúng bằng kích thước của tòa nhà đấy luôn, và chỉ trong vòng một tuần là để che được cái tấm bạt để mà thứ nhất là vừa giới thiệu được về tập đoàn CBA tại thời điểm đó. Vậy thì CBA là marketing ở Hà Nội, xong sau đó khi vào Đà Nẵng là làm văn phòng cho thuê. Thì khi làm văn phòng cho thuê mình sẽ phải đọc các bản vẽ, mình phải học các cái mặt bằng để mình giới thiệu được cho khách hàng cho thuê của mình rằng là anh chị cần bao nhiêu mét vuông, chúng tôi có thể chia ra thế này. Và lúc đó là cái tòa nhà mà ở Đà Nẵng là VT Plaza, Vĩnh Trung Plaza đấy, của công ty Đức Mạnh. Thì anh cũng có một khối tòa tháp căn hộ để cho thuê riêng. Thì mình cũng phải học cái cách đọc bản vẽ. Lúc đấy là chưa biết gì về kiến trúc sư, không biết gì về ấy cả. Nhưng mà bây giờ thì búa rất giỏi đúng không? Đó là chuyện của bây giờ. Thì ngày đó cũng phải tự học và tự học cả cách là đo cái bản vẽ như thế nào để mình có thể giới thiệu được với khách rằng là anh chị ơi, cái mặt bằng của anh chị 100m thì nó cần bằng này, nó là khoảng bằng này. Thế sau đó nữa là chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, thì lúc đó chuyển sang mạng làm mảng tư vấn về đầu tư. Mà khi làm về tư vấn về đầu tư thì lại phải hiểu về về các cái công cụ để tính toán, cái cách thẩm định giá, cái cách xác định giá trị đất và đầu tư như thế nào thì phù hợp cho từng cái lô đất khác nhau. Thì lại cũng phải học về tính toán tiếp tục nữa. Mà tất cả những cái đó thì ở trong trường trước đây thì chẳng có ai dạy cả. Mà mình phải tự học, mình phải tự học thông qua nói chuyện với những người giỏi hơn mình. Nếu như mình không biết thì mình cứ nói ra rằng là tôi không biết, có thể dạy cho tôi được không. Thì ngày đó là rất nhiều anh người nước ngoài làm ở trong cùng công ty, các anh sẵn sàng cởi mở để giới thiệu thôi. Thì đầu những năm 2000 như vậy là mình có cơ hội để mình học hỏi. Và khi mình học hỏi thêm thì lúc đấy mới tự tin rằng là mình có thể nhảy sang lĩnh vực khách sạn để làm được. Bởi vì không có gì có thể là gọi là khó quá được, do mình muốn làm hay không. Và nếu mình muốn làm thì mình cần tự học hỏi thôi. Anh thấy rất thú vị ở hai điểm. Nó cũng sẽ trùng cái mà đợt podcast trước mà anh làm việc với chị Mỹ Linh đấy, mà phụ trách về nhân sự của Accor Việt Nam, là một là phải biết chớp lấy cơ hội, và mình chớp cơ hội rất nhanh, kể cả khi làm cho CBA, và thứ hai nữa là làm cho Accor Việt Nam, đúng không? Đấy là cách mình đúng thời điểm chớp cơ hội. Thứ hai là mình cũng tự tin, nếu mình không tự tin đâu mình có làm được việc, đúng không? Nhưng mà tất nhiên phải có những cái căn bản, có những cái kiến thức cơ bản thì mình mới tự tin được. Thì đúng là làm cho CBA cũng là một trong những công ty rất là chuyên nghiệp, phát triển từ đầu tiên ở Việt Nam về bất động sản, đúng không? Đúng rồi. Rất là tốt, thì học được nhiều thứ, kể cả về từ bản vẽ, tài chính rồi đầu tư, thì sang làm cho Accor anh nghĩ là quá đúng luôn. Tại vì thời điểm cuối khi mà còn làm cho CBA, khi làm về gọi là cái mảng này gọi là tư vấn đầu tư, investment consultancy, thì bất cứ cơ hội nào mà có thể đầu tư được thì mình phải nhìn thấy và mình phải giới thiệu được với cả khách hàng. Và thời điểm đó cũng chính là cái thời điểm mà Accor đang muốn phát triển mạnh ở Việt Nam, và họ có một cái chính sách để đầu tư vào những cái khách sạn ở phân khúc 3 sao. Thì đấy là cái lý do mà làm quen được với cả Accor vào thời điểm đó. Thì cũng bắt đầu chia ra rằng là căn hộ để bán sẽ là ở những thị trường này, còn căn hộ để cho thuê thì ở những thị trường khác. Tức là mình phải chia ra phân khúc, và phân khúc khách sạn là đi ra những cái tỉnh khác nhau. Và bởi vì em lại là thích đi chơi, đi phượt, cho nên là mình hiểu được cái
tình hình kinh tế ở các tỉnh, mà đi đến tỉnh nào thì mình cũng nhìn ngó những khu đất. Và mình nghĩ rằng là cái cơ hội ở cái khu đất này làm cái gì thì phù hợp. Làm trung tâm thương mại, làm nhà ở hay là làm khách sạn. Nếu mà khách sạn thì phân khúc nào. Thì khi mình có những cái suy nghĩ như vậy để mình giới thiệu được với cả cho cái nhà đầu tư ở các tỉnh, cũng như là để mình tích lũy cái kinh nghiệm của mình, để mình tự trau dồi, mình tự học hỏi thêm để sau này mình có thể sử dụng một việc khác. Tức là tại lúc đó, thời điểm đó mình không sử dụng được, nhưng mà sau này mình sẽ sử dụng một việc khác. Cái đó nó gọi là kinh nghiệm, để mà mình hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như là về tình hình kinh doanh. Mình phải chia sẻ với mọi người trên kênh Hồi Thân Việt Nam là bạn Minh này có những cái sở thích, đam mê rất là hay mà lại rất hữu ích, là Minh thích đạp xe, đi phượt rong ruổi, Minh cũng thích chạy marathon này, cho mà cũng nhiều lần là Minh đi chạy ở các nơi cũng nhờ anh Khánh đặt phòng cho này, cũng rất hay là Minh giữa là balance giữa công việc và cuộc sống, đúng không? Nó gọi là work and life balance, rất hay. Cho nên là nói chuyện với Minh lúc nào cũng có năng lượng, anh em buôn chuyện mãi cũng không hết được, có đúng không? Có thể ngồi cả ngày được. Nhưng quay lại với khán giả tại chủ đề hôm nay, anh muốn mình sẽ đi sâu nhiều, tại Minh là một trong những chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức, đấy là việc phát triển development các dự án cho các tập đoàn. Có thể những người nghe đây mọi người chưa hình dung hết được, tại vì nó cũng không có nhiều, ví dụ mỗi tập đoàn chỉ có một, cùng lắm đến hai người làm ở Việt Nam thôi. Ngày xưa thì một mình anh, sau đấy thì em cũng một mình em, đúng không? Thế thì em có thể chia sẻ, nói với mọi người biết công việc đấy là cái gì, như thế nào? Em đã start nó với Accor những giai đoạn đầu, chia sẻ cho mọi người để mọi hình dung ra được về cái này. Cái ngày đầu tiên khi mà bước chân vào Accor, thì bạn Thibu, bạn ấy mới thổ lộ rằng là tôi tuyển ông về đây là để thay thế tôi, bởi vì tôi sắp dừng nghỉ. Mà trong khi đó trước khi về thì cứ nghĩ rằng là về để làm cùng với cả Thibu mình sẽ học hỏi được một số thứ. Lúc đấy cũng hơi ngạc nhiên một tí. Nhưng mà Thibu cũng nói rằng là không sao đâu, bởi vì trước ông thì đã có một người Việt Nam đã từng làm rồi, chính là anh Khánh, đã từng làm ở Metropole. Thì anh là một trong những gọi là lá cơ đầu, thời đầu, gọi là thế hệ 1. Xong rồi đến em là thế hệ 2. Và đến bây giờ thì Accor có thế hệ 4 năm rồi. Bạn, các bạn về sau này, bạn Tuấn, bạn Dũng, bạn Việt Anh. Và hiện nay thì không chỉ một mình Accor, mà các tập đoàn khác đều có những nhân sự người Việt mình có thể làm các công việc đó mà trước đây không ai nghĩ rằng là người Việt có thể làm được. Bởi vì cái sự phát triển của thế giới cũng như là cái sự ham học hỏi của bản thân người Việt mình là ai cũng có thể học hỏi để mà làm được ở cái vị trí này. Thì bây giờ không dưới 10 người là người Việt đã đang làm ở vị trí này. Một cái lĩnh vực nghề mà dường như không bao giờ thấy có tuyển dụng ở trên báo nào cả, mà chỉ có tuyển dụng thông qua những cái mối quan hệ của những cái tập đoàn với nhau hoặc là những công ty săn đầu người riêng biệt. Cái nghề này nó rất đặc thù, nhưng tưởng như nó khó nhưng thực ra nó dễ. Cần phải có một cái kiến thức nhất định về kinh tế, cần phải hiểu về kinh doanh, phải nghĩ nó là một cái mô hình kinh doanh thông thường, và sau đó là mình tìm những cái giải pháp. Cái cốt lõi là tìm những giải pháp cho khách hàng của mình là những tập đoàn lớn hoặc những cái người mà tích cóp từ những cái lĩnh vực sản xuất khác, và bây giờ họ muốn có một cái khách sạn của họ để sau này họ có thể ngồi thảnh thơi và nó tạo ra dòng tiền tốt. Thì mình phải hiểu được cái nhu cầu của từng người chủ đầu tư của mình để mình có thể tư vấn cho các anh chị, để sau đó rằng là các anh chị nhìn thấy được bức tranh toàn cảnh. Và để hiểu như vậy nữa thì mình lại cần phải biết rằng là khách sạn vận hành như thế nào, từ công năng cho đến tùy thị trường. Bởi vì không phải tất cả thị trường nào mình cũng có thể đặt một cái khách sạn quốc tế được. Có những thị trường sẽ không bao giờ đặt được khách sạn quốc tế, và có những thị trường thì nên sử dụng thương hiệu quốc tế để có sự tối ưu về dòng tiền, về dòng khách, về sự hỗ trợ của tập đoàn. Thế nên là mình cần phải
có một cái kiến thức rất là rộng. Tuy nhiên rằng là cũng khá là cũng cần phải có một kiến thức sâu về một số mảng, bao gồm cả xây dựng nữa nếu như có, bởi vì chi phí xây dựng của mỗi một nơi nó cũng sẽ khác nhau. Thế nên đánh giá một cái dự án nó không chỉ là ở một cái khía cạnh rằng là bởi vì thương hiệu đấy, tập đoàn muốn đặt ở đấy, mà cần phải tạo ra được cái mối quan hệ với cả chủ đầu tư. Bởi vì hôm nay có thể chúng ta không làm việc được với nhau, nhưng mà tương lai thì có thể làm việc được ở những nơi khác. Cho nên cái việc mà gọi là phát triển khách sạn này, nó là một cái đặc thù riêng nhưng nó cũng rất là hay. Và mình sẽ phải luôn luôn tự học hỏi để hiểu được rằng là mình đưa ra giải pháp tài chính cho cái người đang có ý định đầu tư. Anh Minh, anh nói hai cái điều mâu thuẫn với nhau. Một là anh nói cái này không khó, nhưng thực ra đấy, trong quá trình chia sẻ là thực ra rất khó. Khó có nghĩa là tại vì đấy, anh nói là phải luôn luôn phải học hỏi, phải tích lũy kiến thức. Nếu như mà không tích lũy kiến thức, không có đủ các cái kiến thức chuyên môn sâu và rộng thì đâu có làm được. Cho nên đây không dễ tí nào cả. Nếu mình không biết thì mình đi nhưng học. Tại vì bạn Minh thì bạn thực ra tại không phải là ca ngợi bạn đâu, nhưng bạn là người rất thông minh. Và bạn ấy có kiến thức này, có đam mê này, và bạn ấy có tiếng Anh rất giỏi nữa. Cho nên với bạn ấy có thể nó sẽ easy hơn, nó dễ hơn với những người khác. Nhưng nói thế thôi chứ tại vì là ở Việt Nam nói là bây giờ đã nhiều hơn, có khoảng độ 10 người. Cả một cái ngành này phát triển trên toàn thế giới có 10 người cũng không phải là thực ra là nhiều đâu. Mọi người ạ. Nhưng nó cũng rất thú vị. Mình phải quay lại nói chuyện một chút này. Việc mà phát triển các dự án cho các tập đoàn của các khách sạn đấy, có nghĩa là việc đầu tiên mình sẽ phải tìm kiếm các dự án đấy. Thứ nhất là nó có phù hợp với tiêu chí của tập đoàn mình không, đúng không? Có thể phù hợp tập đoàn này nhưng chưa chắc đã phù hợp tập đoàn kia, đúng không? Đúng rồi. Là cái thứ nhất. Và thứ hai mà nếu như mình tìm các dự án đấy, các dự án có nghĩa là gì? Các chủ đầu tư, các công ty ta muốn xây các khách sạn, các khu resort, đúng không? Thì mình sẽ phải tìm và trao đổi các chủ đầu tư để trao đổi đàm phán với họ là đây. Các ông, các bà có muốn xây khách sạn thì chúng tôi có thương hiệu này, cái nó sẽ phù hợp với cái này. Xong rồi phải mất rất nhiều thời gian để đàm phán. Và việc đàm phán cũng sẽ rất là không dễ dàng một chút nào, đúng không? Chốc mình sẽ chia sẻ, nói chuyện sâu hơn. Thế sau đấy thì bạn ấy phải thuyết phục được chủ đầu tư và trao đổi với chủ tư phù hợp được với tất cả những cái mà tiêu chí của tập đoàn đưa ra, đúng không? Và sau này khi ký được hợp đồng quản lý, trước hợp đồng quản lý mọi các bạn sẽ phải ký một hợp đồng, đó là trợ lý kỹ thuật, gọi là technical assistance. Đó. Thì ký được hợp đồng đấy, ký được hợp đồng quản lý thì mới coi như là công việc đầu tiên của mình, gọi là chốt deal, đúng không? Hoàn thành. Mới hoàn thành đầu tiên. Đấy là nói qua để mọi người hình dung ra, cho nên là mọi người mới thấy Marriott bây giờ rất đang phát triển ở Việt Nam, bởi vì có rất nhiều dự án ở các tỉnh thành khác nhau. Thì một trong cái việc đấy chính là nhờ những người làm về development, Accor cũng tương tự như vậy. Thế thì quay lại về việc mà khi sau khi Thibault, em tiếp quản công việc của Thibault, em làm việc với Accor, em thấy Accor có điểm gì mà em yêu thích nó? Và nếu em thấy điểm gì không yêu thích em cũng thể nói được, không sao cả. Mình không nói xấu. đây không nói xấu ai cả. Nhưng mình sẽ thấy mỗi một tập đoàn có điểm mạnh, điểm không mạnh. Hoặc khi mình làm đấy, mình thấy cái gì nó khó khăn với mình. Để cũng giúp cho biết đâu được các sếp đang nghe cái câu chuyện này có thể cải thiện nó tốt hơn. Còn nếu nó perfect, nó tốt rồi, chẳng có vấn đề gì cả. Tại thời điểm 2009 thì Accor đang rất nổi tiếng ở Việt Nam, bởi vì Accor là một tập đoàn duy nhất mà có văn phòng đại diện ở Việt Nam ở thời điểm đó. Đồng thời nữa là em nhớ lại là năm 1994 Việt Nam mới bắt đầu mở cửa, thì bố em là làm ở bên lĩnh vực dầu khí. Lĩnh vực dầu khí tại những đầu những năm 90 là mang lại GDP gần như là lớn nhất cho Việt Nam. Thì lúc đó là có những cái chuyên gia từ các tập đoàn ở nước ngoài họ sang đây họ làm việc. Và tại thời điểm đó Hà Nội chỉ có hai khách sạn. Một là Pullman Legend, tên ngày đó là Metropole Pullman. Pullman Metropole Hà Nội. Pullman Metropole Hà Nội.
và khách sạn Hà Nội, khách sạn 11 tầng ở cạnh Hồ Giảng Võ, hai khách sạn đó. Thì khi các chuyên gia nước ngoài sang đây chỉ có thể là ở hai khách sạn đó thôi. Và lúc đó là khách sạn Pullman Metropole là chỉ dành cho những cái khách gọi là nguyên thủ quốc gia ở lĩnh vực ngoại giao, còn lại các doanh nghiệp hoặc là những nhà đầu tư Đài Loan, những nhà đầu tư châu Á thì phải ở khách sạn Hà Nội. Thì có một ông bà người chuyên gia người Mỹ sang đây làm việc và họ ở khách sạn Hà Nội, thì họ có mua có ý định là đi dạo phố Hà Nội. Và lúc đó là năm 94 thì số lượng người biết tiếng Anh chưa nhiều, ngày đó em còn đang học cấp 3 và bố mới bảo rằng là đưa ông bà bạn bố đi phố cổ Hà Nội để giới thiệu, bởi vì họ không biết tiếng Việt. Người Việt mình không biết tiếng Anh và con biết tiếng Anh. Con có thể làm phiên dịch. Thế là họ đi thì có buổi trưa hôm đó là có vào Pullman ăn trưa. Đấy là ấn tượng đầu tiên về khách sạn. Và sau này khi mà mình biết rồi, mình hiểu mọi thứ rồi ấy, thì mình thấy rằng đấy là khách sạn Sofitel Legends Metropole Hà Nội. Và nó là một cái gì đó nó gắn bó với mình từ ngày xưa. Đồng thời nữa là ông cụ nhà em ngày xưa là đã từng học ở bên Pháp. Thì lúc nào cũng Sofitel là nhất, Accor là nhất, Novotel là nhất. Thế thì mình mới thẳng có cái gì mà ông cụ lại cứ khoe, ông cụ lại cứ khen như thế. Thế là nó thành một cái cơ duyên. Thì tại thời điểm đó là mình cứ đến với mình thôi. Thì mình tham gia vào tập đoàn và mình làm và mình phát triển tất cả các khách sạn cho Accor từ năm 2009 cho đến 2017. Nhưng tại vì văn phòng của gọi là văn phòng Accor Việt Nam một mình em làm, em phải xoay sở tất cả mọi thứ, đâu có phải là dễ. Anh nhớ ngày xưa khi anh làm một mình cũng thế. Cái gì cũng đến tay. Thực ra có nhiều cái không phải là việc của mình, đúng không? Các chủ tư vẫn liên hệ với mình, bảo là bởi vì là Accor thì nghĩ là mình đại diện Accor mà, đúng không? Cái gì cũng gọi đến, từ marketing đến tài chính cho đến trợ lý kỹ thuật, mọi thứ cũng Khánh ơi, đúng không? Em đã xoay sở kiểu như thế nào? Tại thời điểm sau này ấy, thì em may mắn hơn anh là em không phải làm những việc đó. Bởi vì có nhân sự riêng phụ trách cho những cái mảng đó. Và khi khách sạn đi vào hoạt động thì văn phòng lúc đấy là có những cái bộ phận riêng để hỗ trợ. Cho nên là em không phải xoay sở một mình giống như là anh ngày trước. Bởi vì lúc đó là Accor cũng đã có một số lượng khách sạn nhất định ở Việt Nam và đã phát triển được 10, 11 khách sạn tại thời điểm đó. Thì cũng đã đủ để có một cái văn phòng riêng. Cho nên em không phải xoay sở vất vả như anh. Ok, thế nhưng mà quay lại về chuyện của development. Thế thì em trong giai đoạn làm cho Accor đấy, em đã ký được một số các hợp đồng cho Accor vận hành quản lý. Thì em thấy tâm đắc nhất là dự án nào hoặc là cái hợp đồng mà em thấy trời ơi chuối thế, trao đổi chủ đầu tư, mình chỉ muốn vứt nó đi, mình không làm nó nữa, tại vì mình thấy quá chuối, quá mệt mỏi. Hoặc em rất tự hào cảm giác về cái dự án mà cảm giác mà gọi là vứt nó đi, từ bỏ thì em nghĩ là chưa bao giờ có. Bởi vì có khó đến mấy đi nữa ấy, thì cũng không thể nào khó bằng một cái cuộc chạy marathon 42 km ở đường núi. Bởi vì đấy là một trong những cái thứ mà trong quá trình em chạy em nghĩ rằng là mình có nên bỏ không? Tức là sẽ có những lúc mình rất là mệt, mình nghĩ rằng là hay là bỏ, đi not finish, tức là không hoàn thành để đi về để nghỉ. Thế nhưng mà may mắn là đến thời điểm này thì em cũng chưa bỏ một cái cuộc thi nào cả. Thì trong đàm phán hợp đồng cũng như vậy thôi. Nó cũng khi đàm phán mình nghĩ rằng là cùng lắm nó cũng như một cuộc marathon. Hoặc trước đây là em mê đạp xe. Thì lúc mà em còn ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, là cứ mỗi một cuối tuần em sẽ cố gắng đạp xe ra bất cứ một cái hướng nào đó xung quanh thành phố trong giới hạn là 100 km đổ lại. Thì mình có thể đạp đi 50 km xong mình đạp về, tức là mình đạp đến Mộc, ví dụ như là đạp tới Củ Chi hoặc đạp tới Mộc Bài xong mình quay về, rồi mình đạp lên đi Bình Dương hoặc là mình đạp đi sang Đồng Nai hoặc mình đạp đi về phía Hồ Tràm. Thì đấy là những cái buổi đạp xe mà đàm phán hợp đồng cũng như vậy thôi. Tức là nó cũng sẽ là một cái cuộc marathon dài hạn, nó sẽ có những lúc mình cảm thấy sung sức, có những lúc mình cảm thấy rất là mệt mỏi, trùng xuống. thì mình nghỉ.
trùng xuống thì mình nghỉ sau đó mình restart lại. Bởi vì sao? Bởi vì cuối cùng thì mình đang là tạo ra một cái mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, mà làm thế nào đó để cân bằng được cái lợi ích hài hòa của đôi bên, để không bị gọi là thiên về một phía quá. Thì cho dù bất cứ ở đâu cũng thế thôi, một doanh nghiệp là hai bên cùng có lợi. Đấy là cái cốt lõi giá trị mà bất cứ một sự hợp tác nào cũng có. Thì khi mình nghĩ đến cái điều đó rồi ấy, thì mình không thể mình bỏ nữa. Mà lúc đấy là rằng mình sẽ tìm rằng là một khía cạnh khác để mình cân đối cái lợi ích của giữa hai bên. Và chưa có một dự án nào mà trước đây và cho đến bây giờ em đàm phán, em nghĩ rằng là chúng ta không thể đàm phán được nữa mà đấy, phải đi đến tận cùng, kiên trì, đúng không? Thế thì còn dự án mà hay ho mà nhất với em thì em thấy dự án nào em cũng thích. Không, như ví dụ nhá, tất nhiên mỗi dự án mình sẽ thích theo một kiểu, nhưng khi em đạp xe này, em chạy marathon này, em chạy mà trên Sapa, em chạy Hạ Long, em chạy ở trong miền Nam, các nơi, mỗi nơi nó có vẻ đẹp riêng, một cái trải nghiệm riêng. Nó cũng như là các dự án mà khi mình trao đổi, khi hợp đồng, có mỗi cái nó có cái nét đúng riêng rồi của nó. Nhưng trong thâm tâm mình nghĩ, ồ, cái đoạn đường này thích thật, mình thích cái này hơn. Cái này, ví dụ mọi người đánh gôn cũng như thế, đúng không? Mọi người sẽ thích cái sân gôn cũng hay, sân gôn cũng hay, nhưng mình sẽ thích cái sân gôn này hơn. Ví dụ như vậy, nói chuyện ngoài lề, ví dụ em đã đi chạy marathon, em đạp xe, thì em thích khu vực nào nhất? Và sau này khi em ký các dự án thì em thấy em tâm đắc với dự án nào cũng có thể chứ. Nếu như làm rõ và làm kỹ những cái như thế thì em nghĩ rằng là em sẽ thích những cái dự án mà nó có yếu tố cảnh quan về núi. Bởi vì núi khác với biển là núi ban đêm nó có một cái sự tĩnh lặng, và mình có thể nghe được tiếng côn trùng rả rích, rồi mình nhìn thấy, tức là mình cảm nhận được cái sự gọi là trong lành, yên tĩnh một cách gọi là tuyệt đối. Nó có mình những cái vùng núi có những cái vùng núi mà không có tiếng xe động cơ chẳng hạn thì cũng rất là hay. Còn ở biển ấy thì ban đêm vẫn có tiếng sóng vỗ rì rào, nó đều đặn, nó dễ du ngủ người ta. Thì giữa hai nơi em thường hay chia ra là vùng núi và vùng biển. Còn ở những khách sạn mà ở những thành phố lớn như này thì không nói rồi, bởi vì thương hiệu nào đặt vào đây cũng sẽ thành công. Khách sạn nào đặt ở trong những thành phố lớn cũng sẽ thành công. Còn ở núi thì em sẽ có những cái thích thú riêng của mình. Bởi vì vùng núi sẽ có 4 mùa thay đổi khác nhau. Ở miền Bắc núi khác, ở miền Trung núi cũng khác, và ở miền Nam không có núi nó lại là một sự khác biệt nữa. Thì ở miền Bắc này núi sẽ có mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa xuân, tức là mỗi một mùa sẽ có những cái cảnh quan khác nhau, cho nên là mình không cảm thấy nhàm chán. Ok. Khi mà anh trao đổi với anh Nicola là GM của khách sạn Movenpick, thì khi anh nói anh cái chuyện về merging giữa Movenpick và Accor thì có gì khó khăn, thấy cái gì không ổn, thì anh nói là beauty của Accor đấy, cho nên là việc merging nó tốt. Thì cái beauty mà khi em làm development cho Accor thì em thấy cái beauty của Accor là cái gì ở đây? Ngay sau khi em bắt đầu làm á, thì lúc đó là cái anh leader mà gần như là nổi tiếng, ai cũng biết đến tên, ai cũng biết đến mặt, là anh Patrick Bassé. Là một người mà ở châu Á này từ năm 1990, 89-90 đến bây giờ là gần 40 năm rồi. Chính anh ấy là cái người mà truyền cảm hứng, dẫn dắt, cũng như là tạo ra cho mình cái hành lang thông thoáng để mình có sự phát triển riêng của mình. Thì cái beauty của Accor là ở những cái người dẫn đầu, những cái người mà họ hiểu châu Á, họ dẫn dắt cả một nhóm, cả một đội để đi theo cái con đường, cái hướng mà sau này ai cũng có thể phát triển được thêm. Thì cái beauty của Accor chính là thời điểm đó. Và anh Nicolas Josi cũng là một người mà rất yêu Việt Nam đến mức mà anh ở đấy là gần 30 năm rồi. Đúng rồi. Rất yêu mến bạn Minh, mặc dù bây giờ bạn không làm cho Accor nữa, bạn vẫn appreciate Accor, vẫn
nói rất tốt và ác co, đúng không? Châu Á mình có một cái câu là không nên qua cầu rút ván. Đúng rồi. Còn trong tiếng Anh thì gọi là don't burn your bridge. Thế thì em đã học được gì ở ác co để sau này nó có cái giá trị hơn nữa cho bản thân em, cho sự nghiệp phát triển sau này? Cái lợi thế của một số tập đoàn đa quốc gia là họ sẽ có những cái vùng, những cái khu vực riêng, và họ sẽ có những cái hành lang để cho mình phát triển ở trong cái khuôn khổ đó, cũng đồng thời đó là họ hỗ trợ mình có những cái sự sáng tạo nhất định để tạo ra được cái sự hài hòa giữa những cái quy trình của những tập đoàn lớn mà vẫn phù hợp với quy định của địa phương, để làm sao đó mà cân đối được, để đảm bảo được cái quy định của tập đoàn mình vẫn tuân thủ theo, nhưng đồng thời rất là áp dụng được những cái yếu tố địa phương vào trong đó. Không chỉ một mình Accor mà tất cả các tập đoàn khác bây giờ cũng đều như vậy hết. Tức là sẽ hiểu được cái yếu tố địa phương. Đấy là một trong những lý do mà bây giờ rất nhiều các tập đoàn quản lý khách sạn nước ngoài tuyển dụng hơn người Việt Nam, để có sự hài hòa và cân đối, để họ hiểu được rằng là cái quy định của Việt Nam mình cũng dần thay đổi theo, chứ không phải là những cái quy định của những năm mà chưa phát triển. Khi làm development, em sẽ phải trao đổi deal với các chủ đầu tư, em phải trao đổi về hợp đồng, nhưng việc đầu tiên là kiếm các dự án. Làm thế nào để em kiếm được dự án, em có thể chia sẻ với mọi người được không? Có rất là nhiều cách. Một trong những cách đơn giản nhất là ngồi chờ. Chủ đầu tư sẽ gọi điện đến cho mình. Đấy là một khi mình là hoa hậu rồi, đúng không? Thế nhưng mà đấy là một cách, nhưng không phải là lúc nào người ta cũng sẽ gọi điện đến mình. Tất nhiên Accor thì cũng nổi tiếng, hoặc Marriott thì quá nổi tiếng trên thế giới rồi. Nhiều khi người ta thích cái thương hiệu ta gọi, nhưng sẽ có những lúc mình cũng sẽ phải tìm kiếm nó, có đúng không? Khi mà mình ngồi chờ người ta gọi đến mình ấy, thì không có nghĩa rằng là người ta chỉ gọi cho một mình. Mà người ta sẽ gọi cho 4-5 tập đoàn khác cùng một lúc đó. Cho nên mình sẽ không thể nào cứ ngồi chờ người ta gọi được, mà mình sẽ phải tự chủ động để đi tìm. Tự chủ động đi tìm thông qua các cái mối quan hệ với các nhà cung cấp, các bạn bè, đồng nghiệp, những cái gọi là mối quan hệ ở trong cái lĩnh vực rộng ra, và mình chủ động tìm thông tin qua các cái phương tiện truyền thông. Ví dụ như là thấy một cái bài báo ở đâu đó nói chuyện, viết về cái dự án nào ở đâu đó mà sắp sửa có cái khách sạn chẳng hạn, thì mình phải tìm thông tin chủ đầu tư đấy là ai, mình tìm thông tin về họ, mình hiểu về họ, và mình liên hệ với họ, mình liên hệ qua email hoặc là mình liên hệ qua một mối quan hệ nào đó. Tức là mình phải tự chủ động để tìm kiếm những cái dự án đó, và sau đó rằng là mình đến mình gặp họ, mình đánh giá. Nếu như phù hợp thì mình làm tiếp, còn nếu không phù hợp thì mình cũng sẽ đưa ra cho họ những cái tư vấn, xác định lời khuyên. Cái việc đó thì nó xảy ra thường xuyên. Trong cái lĩnh vực phát triển khách sạn này thì mỗi một năm sẽ phải gặp và nói chuyện với khoảng độ chừng 100 chủ đầu tư khác nhau, 100 người có ý định xây khách sạn khác nhau. Và trong 100 người đó thì chắc là sẽ có 15 đến 20 người sẽ làm thực tế là khách sạn. Và trong 15-20 người đó thì sẽ chỉ có khoảng độ 3-4 người sẽ làm việc được với mình, sẽ hiểu được mình. Thì từ cái việc đó mình mới có được một vài cái hợp đồng để mà mình ký về cho tập đoàn. Thì bất cứ một thời điểm nào trong năm mình cũng sẽ phải luôn luôn để đi tạo mối quan hệ, xây dựng mối quan hệ đó với tất cả mọi anh chị em trong ngành, trong nghề. Với khách sạn thì các tổng giám đốc, các cái người mà có mối quan hệ, hoặc là như anh, rồi những cái chủ đầu tư mà trước đây đã từng làm với mình nhưng mình không thành công. Bạn Minh này hay là không hiểu, là hay là bạn ấy muốn tạo dựng các mối quan hệ network tốt, cho là bạn ấy luôn luôn rất dễ thương. Các chủ đầu tư luôn nói với mình rằng là thằng Minh nó dễ thương nhỉ. từ cách nói chuyện, cách trao đổi của bạn đấy, đây là mình cũng muốn chia sẻ với mọi người qua cái kênh này, là bởi vì có thể có những cái là mình không ký được hợp đồng, mình không làm được, nhưng mình nói là ví dụ có thể 100 các dự án
xong rồi narrow lại, ngắn gọn lại được 10, 15 dự án sau trao đổi đàm phán thì nhiều khi cũng có thể ký được chỉ có 2, 3 hợp đồng thôi chẳng hạn, đúng không? Nhưng mình vẫn luôn luôn giữ các mối quan hệ rất tốt với mọi người. Đấy là cách mà anh rất thích và đấy cũng là phương châm của anh đến bây giờ vẫn như vậy. Cho nên là sau khi mình nghỉ, mọi người vẫn rất khen em. Thế thì đấy là một cách mình cũng chia sẻ với mọi người, tận dụng các cái mối quan hệ, các cái network của mình. Rồi ngoài tìm kiếm thông tin thì bây giờ em có ngoài những cái chiêu đấy ra còn cái chiêu nào để kiếm dự án nữa không? Hỏi khó quá đúng không? Hay là không muốn lộ bí mật ra? Thực ra chẳng bao giờ lộ bí mật cả, bởi vì mình phải tự chủ động đi tìm kiếm những cơ hội thôi. Và bất cứ một chỗ nào mà có cảm thấy rằng là có một cơ hội nhỏ thì mình cũng nên đi đến tận nơi để xem, đi đến khảo sát để xem. Mình phải đến tận nơi khảo sát để mình đứng ở đó mình hiểu được rằng là nếu như khách sạn xây ở đây, một trong những cái tiêu chí khác nữa ấy, là đến một nơi nào đó mình nghĩ rằng là nếu như khách sạn được xây ở đây thì xây khách sạn gì, và mình khi khách sạn đấy xây xong mình có sẵn lòng giới thiệu cho họ hàng, người thân, bạn bè của mình đến ở hay không. Đúng. Đấy là một cái điểm mà cần phải nghĩ rất là kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì mình có thể ký được xong nhưng mà sau này mình bảo rằng đừng đến đấy ở, chỗ đấy nó tệ lắm, chỗ đấy nó dở lắm. Xong rồi đừng đến đấy ở, bởi vì lỡ mà người ta biết được rằng đấy là bạn của tôi thì tôi không dám nhìn mặt người ta. Cái đấy là một trong những cái mà đấy là quan điểm cá nhân thôi nhá. Nó không nằm trong một cái sách vở nào cả. Tức là mình làm cái gì ở đâu đó thì sau này liệu mình có đến đó để làm thế hay không? Hoặc là nếu như mình không làm được thì ai sẽ làm được? Mình sẵn sàng có những cái lời khuyên như vậy để làm sao cái chỗ đó nó thành một cái gì đó nó đẹp để ai cũng có thể ngưỡng mộ nó. Rất hay. Tiếp nữa là vì lúc nãy mình đã hỏi bạn Minh là tất cả dự án bạn ấy làm bạn nó thích không tự hào, thì bạn đều rất tự hào về các dự án ấy bạn đã làm, cho là cũng phù hợp với cái tiêu chí và cái tư duy của bạn ấy, có nghĩa rằng là tôi thích nó kể cả tôi làm được không làm được. Tôi phải nghĩ tới là sau này gia đình, bạn bè, họ hàng tới đây người ta phải happy nó, đúng không? Thì anh nghĩ cái đấy rất đúng, rất chuẩn. Vẫn tiếp về cái này, em có thể chia sẻ cụ thể hơn về một dự án khi em tiếp cận thì trong đầu em suy nghĩ à cái này sẽ phù hợp với thương hiệu này, phù hợp với thương hiệu này, thì mình sẽ trao đổi đàm phán với chủ tư, mình đề xuất với thương hiệu này, thì em có thể nói chi tiết hơn một chút, tại vì rất nhiều người nghe đây với cái này đều hoàn toàn là mới, em hiểu không? Anh em mình có thể hiểu, nhưng mà tại hôm nay nó là một đề tài rất là mới, đúng không? Một chuyên ngành. Ví dụ nhá, chủ tư bảo, mình đang ngồi uống cà phê với anh Khánh, chủ tư gọi là xin lỗi, phải anh Minh không? Phụ trách của Marot, tôi đang có khu đất này, tôi muốn trao đổi với anh. Thế thì em sẽ quan tâm đến thông tin gì? Khi mọi người cho thông tin thì em nghĩ ở cái này nó phù hợp cái gì? Tại sao nó lại phù hợp? Thì ý anh muốn là để mọi người có thể hiểu hơn mà. Bởi vì em thích đi chơi và dành tất cả mọi cơ hội có thể đi chơi được. Cho nên em đã gần như là đi xuyên suốt Việt Nam này rồi. Và khi đi xuyên suốt Việt Nam này thì cái thói quen từ cái thời làm bất động sản nó nằm ở trong người đó, là nhìn ở một cái thành phố nào đó mình đến thì có những cái gì hay ho, có những cái gì có thể làm được. Và em có một cái trí nhớ là trung tâm thành phố sẽ gồm có những cái gì. Và cái thứ hai đó là em sử dụng cái công cụ Google Map để mình hình dung ra, để khi một ai đó nói chuyện với mình, gọi điện đến cho mình chẳng hạn, thì đồng thời nữa là mình mở cái Google Map ra để mình hỏi họ một số câu hỏi về cái địa điểm đó. Tức là một chủ đầu tư có thể gọi đến, Minh ơi, anh ở Sơn La, anh có một cái khách sạn nó nằm ở trung tâm thành phố, bảo nếu trung tâm thành phố thì thường nó sẽ phải gần đài truyền hình, nó sẽ phải gần ủy ban nhân dân. Đấy là những cái trung tâm cơ bản của tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam đều như vậy, đài truyền hình, bưu điện, các cái trung tâm hành chính, ủy ban nhân thành phố, hoặc là đấy, một cái địa điểm nào đó như là một cái hồ, một cái hồ hoặc một cái quảng trường. Thì mình sẽ phải hình dung ra ngay và mình mở ra ngay rằng là cái vị trí đất của anh
nó nằm ở trên cái đường nào là một, thứ hai là nó nằm gần cái hồ hoặc là cái địa điểm nào đó, tức là một cái địa điểm mà ai cũng biết đến khi đến thành phố đó, thì từ đó mình đánh giá được rằng là cái vị trí đấy nó ở đâu, nó có tốt hay không. Thì và sau đó nữa là mình đánh giá tiếp rằng là ở những cái thành phố đó phân khúc khách sạn nào là phù hợp, và mình phải hiểu được rằng là cái thương hiệu khách sạn mà mình đang muốn đề xuất với cả các chủ đầu tư đó nó ở tầm phân khúc nào, để mình có thể bật ra được ngay trong một cái câu chuyện gọi là trao đổi rất là nhanh. Tuy nhiên mình cũng sẽ phải cần đánh giá thêm những cái tiêu chí khác là chỉ tiêu về xây dựng, số lượng phòng cũng như là cái quy mô của thành phố đó sau này sẽ phát triển như thế nào. Ví dụ như Đà Nẵng, quay lại câu chuyện của Đà Nẵng. Đà Nẵng là nơi mà em đã từng ở trong suốt thời gian làm cho CBAE ở đó, và sau đó là quay lại rất là nhiều lần. Thì Đà Nẵng vào năm 2010-2011, lúc đó tổng số chuyến bay, năm 2008, tổng số chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng, nếu như bây giờ nói ra mọi người sẽ rất không ngờ được rằng là tổng số chuyến bay trong vòng một tuần đến Đà Nẵng 107 chuyến bay. Trong đó có 2 chuyến bay từ nước ngoài đến là Singapore bay bằng Silk Air đến, còn lại từ Vietjet tại thời điểm đã có rồi, Pacific là nó vẫn còn nổi tiếng, và Vietnam Airlines bay từ Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đến Đà Nẵng 107 chuyến bay. Thì cái sự phát triển của Đà Nẵng nó thần kỳ vô cùng luôn. Thì năm 2011 lúc đó là cũng đã tăng số lượng chuyến bay lên rồi nhưng vẫn chưa nhiều. Thì nhiều người có hỏi rằng là liệu có nhiều, chúng ta có ký nhiều khách sạn ở thành phố Đà Nẵng quá hay không. Và đến bây giờ nhìn lại thì mình thấy rằng là bây giờ so với cả ngày đó nó khác nhau một trời một vực. Đà Nẵng có thêm nhiều đường bay, có hẳn sân bay quốc tế. Cái sân bay Đà Nẵng tại thời điểm năm 2009 mọi người không thể tưởng tượng được rằng là nó tệ như thế nào, bởi vì không có đường ống và mọi người vẫn phải đến và đi bằng xe buýt bao gồm cả quốc tế luôn. Và vào mùa hè gió Lào vào tháng 3, tháng 4 thì nóng vô cùng và khủng khiếp luôn. Bây giờ mọi người đến Đà Nẵng du lịch mọi người cảm thấy nó rất là thoải mái, dễ chịu, xịn sò, hoành tráng. Thế và cái thời điểm đó nếu như ai đó lên Bà Nà vào những cái năm đó thì mới thấy rằng là ở trên đó không có một cái gì khác ngoại trừ không khí rất là đẹp. Và Sun Group tại thời điểm đó lúc ký cái MacQ với Accor, các anh bên tập đoàn có nói rằng là sẽ phải hơn Genting của Malaysia. Thì đến bây giờ thì ai cũng nhìn thấy rằng là hơn hay không rồi. Đấy, thì khi mà mình đi phát triển như vậy thì mình phải hình dung ra được. Thì bây giờ sau nhiều năm ấy, kinh nghiệm của em bây giờ cũng tốt hơn ngày trước rồi, thì mình có những cái sự tự tin nhất định hơn cho những cái thành phố mà không ai nghĩ đến. Và sắp tới là sẽ có rất nhiều các tập đoàn, không chỉ Marriott, không chỉ Accor, mà sẵn sàng đến những cái thành phố nhỏ hơn nhưng dân số Việt Nam mình hơn 100 triệu mà mọi người sẽ đi du lịch rất nhiều trong tương lai. Với cái đường cao tốc bây giờ đang kết nối tốt như vậy thì sử dụng ô tô để mà đi dọc các cái tỉnh sẽ rất nhiều. Và đấy là cơ hội cho các cái tỉnh mà đang không có đường bay, không có sân bay. Những người làm về phát triển, cái tầm nhìn chiến lược nó rất quan trọng đúng không? Thì em có một cái vision, một cái tầm nhìn cùng với tập đoàn, nó cũng sẽ hỗ trợ và làm phát triển tốt hơn. Và khi mình nhìn đúng được thì những cái dự án đấy nó sẽ thành công. Và mình cũng happy, tự hào cho tập đoàn, cho chủ tư và cho khách khứa bạn bè của mình đến ở. Một trong những cái mà khó ngoài cái việc kiếm cái dự án, tiếp cận, nói chuyện, trao đổi các chủ tư cũng là một vấn đề, đúng không? Tất nhiên khi em ưu thế em đang là Accor, em là Marriott, nó cũng có cái dễ của nó. Nhưng có phải lúc nào nó cũng dễ đâu. Không có gì là dễ cả. Em đã trao đổi các chủ đầu tư, em thấy có cái gì nó rất khó khăn hoặc nó rất thú vị, mình muốn chia sẻ với mọi người.
các chủ đầu tư là những người đi trước mình rồi và họ là những người hiểu đời, hiểu về kinh doanh tốt hơn mình. Cho nên mình đừng nghĩ rằng là mình hay hơn các chủ đầu tư ở một cái điểm nào cả, bởi vì đấy là những người đã thành công. Và khi họ thành công rồi thì họ họ mới có thể xây được khách sạn. Còn bảo ai đó xây một khách sạn mà không có tiền thì làm sao họ xây được? Xây khách sạn là bỏ ra rất nhiều tiền vào ban đầu, nhưng nhặt tiền lẻ hàng ngày. Anh cũng là người đã từng quản lý khách sạn, anh hiểu được rằng là có những ngày mà doanh thu không được bao nhiêu cả, nhưng có những ngày doanh thu rất là nhiều. Nhưng ban đầu cái vốn đầu tư ban đầu vào khách sạn nó rất là lớn, nó hàng có thể đến hàng nghìn tỷ. Nhưng mỗi một ngày có khi chỉ nhặt được vài trăm triệu, có ngày không nhặt được đồng nào. Ví dụ như ở một địa điểm nào đó mà có một thời điểm dịch bệnh đi, khách sạn đâu có doanh thu, thế nhưng vẫn phải vận hành. Thì những chủ đầu tư là những người mà họ trải qua những cái đó ở đâu đó trước khi họ biết với mình rồi, nên mình phải trao đổi một cách thực tế rõ ràng với cả các chủ đầu tư để chủ đầu tư hiểu về khách sạn. Và khi đã có ý định xây khách sạn thì các chủ đầu tư đã lúc đấy là đã thành quá thành công rồi, nên nên là họ rất là thú vị. Mà mỗi một chủ đầu tư sẽ từ một ngành nghề khác nhau, nên mình có thể học được thêm kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, học thêm về cái cách vận hành của mỗi một doanh nghiệp khác nhau. Nhưng mỗi chủ tư có một phong cách, có một cá tính hoàn toàn khác nhau. Có người rất là gọi là gì, aggressive, có những người rất là quiet, có những người rất là từ tốn. Nhưng quay lại việc đầu tiên khi em nói rằng là khi mình một đầu tư một cái khách sạn, một khu resort nó mất rất nhiều tiền mà thu về tiền lẻ. Tất nhiên các chủ tư họ rất thông minh, nhưng họ thông minh đấy, họ thông minh là trong cái lĩnh vực họ đang làm, hoặc thông minh về cái tư duy của họ, nhưng họ lại không có nhiều các cái thông tin kiến thức về khách sạn, về khu resort. Thì làm thế nào để em đã thuyết phục được chủ tư là anh bỏ ra rất nhiều tiền như thế này này, thu tiền lẻ đấy, nhưng mà em cam đoan với anh rằng anh nên làm nó? Em nghĩ là em do em may mắn. Em Không, cũng không hiểu đâu. hôm nay lại rất là Em cũng không hiểu. khiêm Em nghĩ là do may mắn. tốn. Đấy, cuối cùng em vẫn thuyết phục được các chủ đầu tư này, em vẫn ký được hợp đồng đúng không? Nói đùa thế thôi, mình nghĩ rằng là nếu như mình không có kiến thức, mình không có trải nghiệm, kiến thức mình nói rất nhiều, đấy là về tài chính, về đầu tư, kể cả về xây dựng, về thiết kế, kiến thức về tập đoàn của mình thì mình mới thuyết phục được chủ tư chứ đúng không? Tại vì họ bỏ ra một khoản tiền rất lớn, đâu phải là dễ. Anh nhớ ví dụ như bạn Trung là chủ đầu tư của Six Senses Ninh Vân Bay, thì đầu tiên bạn bảo với anh là anh Khánh ơi, bỏ ra một đống tiền này đúng như em nói mà cứ thu tiền lẻ, thế làm sao mà thu được tiền, làm sao mà có return investment, có gọi là tiền để hoàn vốn rồi thu hồi vốn, Trả lại vay. trả lãi vay. Nhưng anh nói với Trung, anh bảo Trung ơi, em là dân tài chính, có thể một năm em chỉ làm một phi vụ thôi, gọi nghe hơi xuồng xã tí em kiếm được tiền, nhưng có thể cả năm đấy tháng này tháng khác em không kiếm được tiền, nhưng tiền rất lớn, nhưng cái khu resort của em nó cho em tiền hàng ngày, có thể là đúng là nó lẻ thật nhưng mà tích tiểu thành đại đúng không, nó cũng mang lại nhiều tiền chứ. Thực ra mà nói về chia sẻ với mọi người hôm nay, nếu như các dự án ấy thành công, làm tốt đúng không, nó rất hiệu quả. Hiệu quả nhưng mọi người đừng có chờ đợi 1 năm, 2 năm, nó sẽ mang lại cho mình rất nhiều tiền. Bình thường như các dự án của bên em, của tập đoàn Marriott, thì sau bao nhiêu năm bọn em bình quân sẽ có return investment. Marriott không đầu tư ở Việt Nam. Nhưng mà Cho làm với các chủ đầu tư đấy. khi khi làm với các chủ đầu tư thì mỗi một chủ đầu tư sẽ có một cái cách vận hành về tài chính riêng, cho nên là sẽ có một cái đội ngũ riêng để tính toán cái tổng vốn đầu tư, tổng mức đầu tư, cũng như là sau này khi vào vận hành á, thì họ sẽ
sẽ dựa trên cái dòng tiền đó để họ tính toán ra cái phương án riêng của họ. Có những cái đơn vị mà độc lập thứ ba họ hay đi và tính toán những cái việc đó ở trên thị trường, thì cái mức gọi là Bình quân. bình quân ở trên thị trường đó thì do những cái đơn vị đó họ sẽ tính ra được, và nó đã tùy theo đặc thù của từng dự án. Bởi vì khi anh sử dụng vốn vay nhiều thì nó sẽ khác, anh sử dụng vốn vay ít thì khác, cho nên là không có một cái công thức chung cho những cái việc như thế. Thế nhưng ví dụ như anh là chủ đầu tư đây, hy vọng anh có tiền. Đang bảo Minh ơi, hôm nay rất đẹp trời, anh có tiền, anh muốn xây một khu resort ở Đà Nẵng chẳng hạn, anh muốn mang thương hiệu của Marriott, anh có một khu đất này khoảng độ 10 hectare, em có thể cho anh biết rằng là ví dụ như anh bỏ tiền anh đầu tư anh xây dựng, anh muốn ở trong đầu anh biết được khoảng độ sau bao nhiêu năm thì anh có thể thu hồi vốn, là em không cho anh được một cái bức tranh nhìn thì anh không dám đầu tư. Thì em nói như thế nào? Có, thông thường sẽ có hai cách. Một là một cách gọi là rất là dân dã, giống như là cái nhóm đầu tư bất động sản hay làm, là chúng ta ra quán bia và sau một vài cốc bia thì cô tôi có thể tính được hộ cho anh. Cách thứ hai là cách chuyên nghiệp hơn, rằng là cần phải biết rõ mình sẽ xây dựng được những cái gì ở trên cái khu đất đó, nó sẽ được bao nhiêu phòng, Chính xác là anh và đang nó muốn sẽ bạn mình chia sẻ mọi người. và nó sẽ là ở phân khúc nào, thì cái mức đầu tư nó cũng sẽ khác nhau. Và khi khi làm rõ được những cái yếu tố đầu vào như vậy rồi thì lúc đấy mình mới bắt đầu chạy một cái gọi là dự toán dòng tiền, dự phóng dòng tiền của đầu ra. Dự toán là 5 năm phát triển, 5 năm vận hành đầu tiên thì sẽ ra thu được dòng tiền là bao nhiêu, thì từ lúc đó mình mới có một cái cách tính để tính ngược trở lại và lắp vào cái bảng tính của mình. Thì những cái đơn vị mà chuyên nghiệp thì họ sẽ lấy dữ liệu đầu vào từ phía chủ đầu tư, lấy dữ liệu đầu ra từ phía đơn vị vận hành, sau đó họ chạy những cái mô hình tính toán riêng của họ để họ đưa ra, họ trình cho chủ đầu tư để chủ đầu tư có thể thấy được là đầu tư bao nhiêu lâu thì sẽ thu hồi được vốn. Thì để mà làm rõ được thì phải làm việc với cả những đơn vị vận hành để dựa trên cái quy hoạch đã được phê duyệt. Anh không thể xây quá số lượng mét vuông mà được phê duyệt cả, bởi vì sau này nó sẽ gặp những vấn đề rắc rối về pháp lý. Và cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của các tập đoàn, nên các tập đoàn thường sẽ không ưu tiên những cái dự án mà có dẫn vận vấn đề về pháp lý khi họ làm. Và khi khi hiểu được rõ rằng là mình sẽ xây những cái gì thì lúc đó mình sẽ biết rằng là mình sẽ vận hành cái gì và ra được bao nhiêu tiền. Đấy là cái cách mà tất cả các tập đoàn cũng như là các cái đơn vị nên gọi là sử dụng để đánh giá, chứ thay vì rằng là ôi hôm nay tôi thích xây cái khách sạn phải là 6 sao, còn lại vận hành các anh vận hành tốt mà tôi không quan tâm đến tiền bởi vì tôi có rất nhiều tiền, nhưng cái thực tế nó không hợp lý. Bởi vì không tiện nói tên ra, nhưng có những tập đoàn trên thế giới mà đúng là xây là bởi vì chỉ để họ thỏa mãn Cá nhân của cái cá họ, nhân, cái cá tôi tính, của cá không phải cá nhân, cái tôi, cá tính của họ muốn là như vậy. Em gặp một số người chủ đầu tư như vậy rồi, và các anh chị rằng là bởi vì các anh ấy thích như thế chứ không phải là vì cái tôi. Các anh ấy thích là để thể hiện được cái cá tính mạnh mẽ của anh ấy ở trong những cái như vậy. Đương nhiên là không hề lỗ về vận hành đâu, nhưng nó không còn lãi nhiều, thì cần phải đánh giá mỗi dự án mỗi theo từng tiêu chí khác nhau. Thế thì gặp những chủ đầu tư như thế thì em đã xử lý như thế nào? Em đã trao đổi như thế nào? Em đã giải pháp nào để hai bên có thể tìm được tiếng nói chung? Thay vì mà mất công như vậy với một chủ đầu tư mà chưa rõ thì mình phải hướng các chủ đầu tư đấy để sử dụng những cái đơn vị tư vấn độc lập để họ có tiếng nói độc lập khác với mình, để từ đó họ sẽ thấy được bức tranh toàn cảnh hơn, từ không chỉ từ một tập đoàn quản lý khách sạn mà từ nhiều, họ sẽ có được ý kiến từ nhiều đơn vị quản lý khách sạn khác nhau. Thì như vậy chủ đầu tư sẽ hiểu ra được vấn đề, và em sẵn sàng giới thiệu những cái đơn vị như đấy cho các chủ đầu tư để họ có thể nắm được và họ hiểu được một cách Tại vì chi tiết khi một hơn, đơn vị thứ ba độc lập khi người ta nói chuyện thì sẽ nó sẽ khách khách quan quan. hơn,
và họ cũng có chuyên môn của họ, cho Đúng nên rồi. chủ tư người ta cảm thấy nó không bị phiến diện, nó không bị là Ừ. chủ quan của bên tập đoàn. Anh nghĩ đấy là một giải pháp rất hay. Nhưng cái hợp đồng mà quản lý các khách sạn cũng là một vấn đề rất đau đầu. Khi bọn em trao đổi các chủ đầu tư và các chủ đầu tư, anh nhớ từ thời ngày xưa mà ông Brian Dinson ông đi làm với anh đấy, cũng chủ đầu tư đập bàn đập ghế rồi, ông ấy cũng đập bàn đập ghế, hai bên rất bực mình. Em thì như thế nào, em có thể chia sẻ một chút cho mọi người về kiểu như là các kỹ năng đàm phán hoặc nội dung đấy em thấy có gì thú vị, như cũng như đi chạy marathon. Phán hợp đồng thực ra là một cái thứ rất là hay ho, chủ yếu là làm thế nào để cân đối hài hòa lợi ích của cả đôi bên. À, để mà vào chi tiết thì sẽ luôn mỗi một cái hợp đồng, bất cứ một cái hợp đồng nào nó sẽ có luôn luôn có hai phần. Phần thứ nhất là thương mại, phần thứ hai là về pháp lý. Nếu là pháp lý thì hãy sẽ để chuyên môn đó cho những người chuyên sâu là những luật sư. Họ sẽ xem xét những cái vấn đề về pháp lý và họ sẽ nói chuyện với nhau. Hai luật sư nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn thông qua một người thứ ba là phát triển về kinh doanh. Còn mình hãy làm việc về phần kinh doanh, về những cái giải pháp kinh doanh, những cái điều khoản thương mại để cân đối hài hòa được cho cả hai bên. Và nếu như mình không thuyết phục được thì giới thiệu chủ đầu tư với một đơn vị thứ ba mà họ hiểu được rộng hơn để họ có thể giải thích kỹ hơn cho chủ đầu tư. Bởi vì mình không thể nào mà nói với chủ đầu tư rằng là tập đoàn của bên em như thế này còn tập đoàn kia họ thế kia, mình không thể nói được. Mình không thể gửi cho chủ đầu tư những cái thông tin như thế được, nhưng một đơn vị độc lập thứ ba họ có thể làm được như vậy. Họ dựa trên những cái thông tin mà họ có trên thị trường và họ sẽ nói rằng là tập đoàn A, họ đương nhiên là sẽ không nói tên. Tập đoàn A thì thế này, tập đoàn B thì thế này, nhưng mà thông lệ chung của thị trường nó là như thế này. Thì đấy là cái cách mà để đàm phán hợp đồng. Em có biết không, ngay cả tuần trước nữa thôi thì anh cũng ngồi với tập đoàn quản lý nước ngoài, anh ngồi với chủ đầu tư cũng buồn cười giống như thế luôn. Thế xong rồi chủ tư thì là bạn mình, thế thì bên tập đoàn kia cũng là bạn mình. Mọi người muốn mình đứng giữa là sẽ phân xử đâu có dễ, tại các anh chị chủ tư các anh chị cũng rất cá tính mà. Thế nhưng mà tập đoàn thì cũng có nguyên tắc như em nói, là tại vì về vấn đề về pháp lý thì phải có các bạn Luật chuyên về sư. luật, luật sư các bạn ấy làm. Thì luật sư họ bảo không, sẽ phải như thế này cơ. Chủ tư bảo không, không được. Nhưng thực ra những cái khó đấy mà khi mình trao đổi, mình chốt được deal, mình chốt hợp đồng, mình cũng thấy rất là thú vị, rất là hay. Nó cũng như là một cái hành trình trải nghiệm, đúng không? Thì Nó làm... chỉ là thú vị lần một thôi. Còn cái lần thú vị tiếp theo là trong quá trình xây dựng và đến khi khách sạn mở cửa đón khách. Cái lúc đấy nó mới là cái cảm giác gọi là wow, thực Em sự. chia sẻ luôn những cái đấy cho mọi người nghe này. Cái đấy là một trong cái thứ mà thực ra trong quá trình làm việc cho Accor em ký khá là nhiều nơi. Và sau đấy thì em rời khỏi tập đoàn. Tuy nhiên rằng là khi những cái khách sạn mà em đã từng ký mở cửa là em đều quay lại để trải nghiệm, nhưng mà không ai ở trong tập đoàn biết được cả. Mình đến trải nghiệm như một khách bình thường thôi. Thì lúc đó mình đến với một cái khía cạnh khác, là một cái góc nhìn khác, là trải nghiệm để mình thấy rằng là ngày xưa mình tư vấn cho chủ đầu tư một cách hợp lý, đặt cái khách sạn này ở đây khá là hay. Và đấy là những cái trải nghiệm mà cái người phát triển để mình thấy rằng là từ đầu. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi các khách sạn mở cửa là mất từ khoảng độ 3 đến 4 năm hoặc 5 năm hoặc 6 năm để xây dựng. Nhưng trước khi bắt đầu xây dựng đó là cả một quá trình chuẩn bị của chủ đầu tư có thể kéo dài đến 10 năm. Từ lúc mà có ý tưởng là tôi muốn xây khách sạn ở đây. Nhanh thì có thể là 2 năm. Bởi vì xin phép thủ tục với cơ quan ban ngành nhà nước, xin các giấy phép đầu tư, tất cả những cái thủ tục đó nó rất là lâu. Và khi lâu như thế rồi thì với một số chủ đầu tư họ hiểu được vấn đề, và các anh chị có làm việc trước để trong cái quy hoạch là đặt cái khách sạn như thế vào, thì cái việc đó nó diễn ra trước khi khách sạn xây dựng rất là lâu.
Thế nên sau này khi mà khách sạn đã mở cửa rồi ấy, thì cái hợp đồng mà thực tế đã ký có thể là 10 năm trước. Đúng rồi. Em có biết ví dụ như khách sạn Four Seasons ở Langkawi mất 7 năm trời mới xây xong cái khách sạn đấy, mà nó cũng không có quá nhiều các cái biệt thự villa đâu nhá. Đấy, thì để nói cho mọi người nghe, mọi người biết rằng là để có được một dự án phát triển và đưa vào sử dụng, nó cũng mất khá nhiều thời gian, chứ không không đơn giản như mọi người nghĩ là ok tôi ký cái tôi làm cái là xong, đúng Đúng rồi. không? Ừ. Sau khi làm Accor, em đã chuyển sang làm cho bên Indochina Group, đúng không? Một năm. Một năm, một cương vị mới, cũng có những cái thú vị của nó, đúng không? Tại vì Indochina Group cũng là một tập đoàn tài chính đầu Industrial tư, Capital. Capital, À, tại Indochina thời điểm Capital. đó họ làm việc cùng với cả Kajima để tạo ra cái thương hiệu Wink. Đúng rồi. Thì cái thương hiệu Wink 6 hay 7 khách sạn bây giờ mà mọi người thấy ấy, là kết quả từ cái sự hợp tác đó từ năm 2018. Và lúc ấy chính mình là người join tham gia làm cái đấy. Em tham gia vào Wink khi mà Wink đã phát triển một phần. Và cái phòng mà mọi người ở bây giờ mọi người thấy đấy, cái phòng 18 mét vuông với những cái như vậy thì thời điểm đó là em phụ trách để làm cái phòng mẫu ban đầu. Cái phòng mẫu ban đầu là không phải làm ở khách sạn đâu mà làm ở trong một tòa nhà văn phòng. Và tại thời điểm đó là đã có đầy đủ thiết kế, mình gọi một đơn vị nội thất vào để trang trí nội thất cái phòng đó để nhìn thấy cụ thể, để từ đó mình rút ra kinh nghiệm để mình điều chỉnh những cái vật liệu xây dựng cũng như là những cái màu sắc, những cái ánh sáng sẽ làm sao cho phù hợp để sau này phát triển hàng loạt. Lúc đó Indochina Kajima có tách ra làm mấy bộ phận khác nhau. Thì có bộ phận là chuyên đi tìm đất, là bộ phận đầu tư, chuyên đi tìm đất để đầu tư. Một bộ phận khác là chuyên về vận hành, là để xây dựng những cái thương hiệu đó, để xây dựng những cái quy chuẩn, những cái tiêu chuẩn. Và một bộ phận nữa là tạo ra những cái mô hình như thế nào đó để cho phù hợp. Ví dụ như là một khách sạn không chỉ có phòng không mà còn có các cái bộ phận hậu cần. Mà tất cả anh chị em làm trong lĩnh vực khách sạn đều biết cái hậu cần nó phải được bố trí công năng như nào cho phù hợp. Thì lúc đó là Indochina Kajima và Indochina Capital họ đã từng xây khách sạn rồi nhưng họ chưa thực sự làm một cái khách sạn từ đầu như vậy, cho nên họ không hiểu rằng là tại sao phải có những cái đó. Họ biết rằng là cần phải có nhưng diện tích bao nhiêu. Thì em có làm ở cái thời điểm đó để xây dựng những cái ban đầu đó và cũng 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 xây dựng xong được cái phòng mẫu, xây dựng được ra được cái mô hình như bây giờ. Nhưng tại thời điểm đó là chưa xây dựng khách sạn mới nào cả. Cái khách sạn đầu tiên mà Indochina Kajima xây dựng là cái khách sạn ở 75 Nguyễn Bình Khiêm. Và đến bây giờ thì có hai cái ở Đà Nẵng, một cái ở Phú Yên, một cái ở Cần Cần Thơ. Thơ, ở Hà Nội đang xây dựng, ở Hải Phòng đang xây dựng và nhiều hơn nữa thì em cũng không không nhớ được nữa bởi vì bây giờ các bạn ấy làm tiếp. Em đã có cơ hội trải nghiệm của các khách sạn của Wing hay chưa? Em đã trải nghiệm rồi, em đã quay lại trải nghiệm cái Wing rồi. Và em thấy trong cái concept, cái phòng mẫu của mình ngày xưa và bây giờ nó có khác nhau nhiều lắm không? Em thấy em có happy hay không? Khi làm phòng mẫu thì mình chăm chút, mình làm kỹ hơn, mình làm rõ ràng hơn ở những cái chi tiết nhỏ. Nhưng đến khi làm ở một cái quy mô lớn, số lượng lớn thì đương nhiên sẽ có những thứ mà không thể làm ở những quy mô nhỏ kỹ như thế nữa. Thì sẽ phải có những cái cách để mà thay đổi. Nhưng cái cốt lõi là cái cảm giác khi mình bước vào trong phòng nó vẫn phải là như vậy thì nó vẫn còn ở đó. Tức là cái diện tích bị giới hạn ở cái việc 18 m². Tuy nhiên rằng là khi bước vào gồm thấy những cái gì thì có những cái thay đổi từ những cái phòng mẫu ban đầu đó là gì, những cái màu sắc ở trong phòng nó tươi trẻ hơn, nhưng có những thứ không thay đổi là cái giường nó phải dày, cái đệm nó phải dày bằng đấy cm, nó phải bằng đấy sợi cốt tông trong 1 inch. Những cái tiêu chuẩn đấy là những cái tiêu chuẩn mà không thay đổi. Cái áp lực của nước
là bao nhiêu lít trong vòng 1 phút để mình đi vào, mình đứng, mình tắm, mình cảm thấy nó thoải mái. Nhiệt độ ở trong phòng phải đạt được là mức độ là ở bao nhiêu. Thì đấy là những cái trải nghiệm của khách. Nó vẫn ở đó, nó không thay đổi. Ok. Làm đấy, em có áp lực gì không? Tại khi mình đang từ Accor chuyển sang một tập đoàn khác, hay là mình cũng thấy nó vẫn cứ như một cái cuộc đạp xe, vẫn như là một chuyến chạy marathon. Có áp lực là hơi ít việc để làm. Chết. Mà phải nói nhỏ mọi người, ngày xưa ông Minh này ông lĩnh lương đâu có thấp gì của bên đấy. Ít việc quá để làm. Cho nên là sau 1 năm thì em rời khỏi chỗ đó. Bởi vì lúc đó là chưa có nhiều khách sạn xây dựng như bây giờ. Nói thế thôi chứ anh nghĩ là nó cũng có một cái kinh nghiệm rất tốt tích lũy cho mình. Sau đấy mình ra làm riêng tư vấn freelancer đúng không? Đấy gọi là 2 năm mà các bạn trẻ bây giờ hay bây giờ gọi là gap year đấy. Thấy tạm thế nào? Nghỉ để gọi là rong chơi. 2 năm đấy em cũng vẫn làm việc. Nhưng em làm thì em thích. Và em có thể nằm ở nhà chỉ ngủ không làm gì cả. Thì cũng khá là hay ho, nhưng không chỉ là chỉ dừng lại ở việc đó, mà là mình vẫn học hỏi, mình vẫn luôn luôn học hỏi. Bởi vì nếu như mình không học hỏi thì mình bị tụt hậu. Thì trong thời gian đó em học về cái thi công nội thất, cách thi công như thế nào. Em học về cái quy trình xây dựng cơ bản. Từ những cái bước mà làm móng, làm hầm ban đầu như thế nào, lên dựng ghép cốt pha, xong rồi là xây thô, xong rồi tất cả những cái việc đó, rồi là cả quy trình thiết kế nữa. Quy trình thiết kế trước đây là mình đọc bản vẽ mình hiểu được, nhưng mà mình chưa làm cụ thể, nên là mình làm một cách, mình học một cách kỹ lưỡng hơn để mình hiểu được rằng là cần phải xây cái gì trước, xây cái gì sau. Vì sao mà phải xây thô xong rồi, nhưng trong quá trình xây thô mình phải hiểu được rằng là ổ điện nằm ở đâu, sau này cái đèn nó sẽ nằm ở chỗ nào, để mình áp dụng được vào cho các công việc mình sau này. Đấy là chỉ là học, bởi vì em thích học thôi. Bạn ấy nói học thôi chứ bạn vẫn kiếm được tiền trong giai đoạn đấy. Tiếp theo sau đấy thì là bước rẽ tiếp là em làm cho Marriott đúng không? Cơ được. Duyên thế nào dẫn tới Marriott? Cơ duyên là cái bạn phát triển thị trường trước của Marriott. Là một bạn Việt Nam, bạn là Trịnh Quỳnh Phương, Penny Trịnh. Bạn ấy có quen biết em từ thời em còn làm Accor. Và luôn luôn là trong quá trình làm thì anh em có trao đổi với nhau, có quen nhau, biết nhau và thường xuyên trao đổi với nhau. Thì bạn ấy có nói bảo rằng là anh ơi về làm Marriott đi, Marriott rất ổn. Thì em cũng nghĩ rằng sao mình không thử sức. Có thể, tức là khi mà em đã làm độc lập tự do rồi ấy, em nghĩ rằng là liệu mình có nên quay lại được một cái tập đoàn nữa hay không, và trong một cái quy trình phải chẽ, báo cáo rất là chặt chẽ, rất là kỹ như thế. Bạn bảo hay là cứ thử nói chuyện với cả bạn lãnh đạo của vùng tại thời điểm đó. Bạn ấy có coi Việt Nam, anh ấy sang Việt Nam và em gặp anh ấy ở Metropole, ngồi chỉ là nói chuyện thôi. Và sau đó thì Marriott có mời rằng là chúng tôi có vị trí đây và anh có thể làm, và cũng là một cơ duyên thôi. Tại vì lúc ấy mình wonder, mình đang ở nhà làm freelancer xong chuyển sang tập đoàn, mình nghĩ nó có ổn không? Thế cuối cùng nó có ổn không? Nó rất ổn. Nó rất ổn, mà nó không ổn thì cũng phải ổn, bởi vì trong quá trình 2 năm Covid, khi may mắn là khi em vào là vẫn còn có thể đi lại được, nhưng sau đó là vì Covid thì mình phải làm ở nhà, và lúc đó là toàn cầu không ai đi lại được nữa. Thì mình ở Việt Nam mình vẫn có thể dịch chuyển ở trong Việt Nam, cho nên mình vẫn có cơ hội, thì mình phải làm thế nào đó để nó trở thành ổn. Marriott nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam cũng đã nhiều người biết tới, nhưng anh vẫn muốn cơ hội này để em giới thiệu cho người biết một chút về Marriott. Marriott tuy là một tập đoàn toàn cầu lớn, thế nhưng mà tới thời điểm này cái người gọi là
chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, chairman thì mới chỉ có 2 người, 3 người tổng cộng từ xưa đến nay, và đều có cái họ là Marriott. Từ đời ông nội chuyển đến ông bố, và đến bây giờ là ông David Marriott là người chairman. Là một tập đoàn mà được thành lập từ năm 1927, trước đó, nhưng ông Bill Marriott Junior là cái người mà đẩy mạnh cái lĩnh vực khách sạn, phát triển khách sạn. Thì đến đến nay là có hơn 9.000 khách sạn trên toàn cầu rồi, và hình như là 142 quốc gia và vùng lãnh thổ, nếu em không nhầm. Năm ngoái là 141, đến đến cách đây khoảng độ 1-2 tuần là tăng thêm một vùng nữa. Thì là 142 quốc gia và vùng lãnh thổ, 9.000 khách sạn. Marriott đã có mặt ở Việt Nam từ năm 20 từ năm 1997 với khách sạn Renaissance. Và đến nay thì là được 22 khách sạn và vẫn còn có mong muốn phát triển nhiều thêm nữa ở Việt Nam. Marriott, anh vẫn nhớ là khi mà anh nói chuyện với khách ở Metropole, thì anh nói là Hà Nội có sắp sửa có JW Marriott. Mọi người ngạc nhiên lắm. Việt Nam mà cũng có JW Marriott cơ à? Tại vì với khách là JW Marriott là một chất lượng rất cao, rất tốt. Họ không thể nghĩ là Việt Nam có. Cho nên là mặc dù anh làm cho Accor, nhưng anh cũng rất thấy tự hào là khi có một JW Marriott ở Hà Nội, có nghĩa rằng là họ đã nhìn nhận thị trường nó đúng và họ cũng đánh giá cao được Việt Nam thì họ mới quản lý ở Việt Nam, có đúng không? Tại khi nó không đảm bảo theo những cái tiêu chí có mong muốn của họ cũng không quản lý. Nhưng rõ ràng là anh em mình đang ngồi đây, ngồi ở JW Marriott Hà Nội là một trong những property khách sạn rất thành công ở Việt Nam. Thành công theo nhiều nghĩa, thành công là mọi người đang hoạt động rất hiệu quả, chất lượng dịch vụ rất tốt, họ cung cấp một dịch vụ cho khách hàng rất được và kể cả các chế độ cũng như cho nhân viên rất tốt. Thì anh cũng trước kia cũng hay đến sử dụng dịch vụ đây rất nhiều, anh rất happy, rất hài lòng. Từ JW Cà Phê, John Friends Green, rồi ngày xưa rồi Kristen Jazz, tất cả mọi thứ đều rất ổn. Anh luôn nói rằng là ẩm thực đây rất tốt, dịch vụ nhân viên rất dễ thương ở Marriott Club, rất dễ chịu, đúng không? Quay lại khi mình nói về Marriott, chất lượng tốt, theo cảm nhận khách hàng, theo cảm nhận của anh. Nhưng anh muốn hỏi, nếu anh là nhà đầu tư, anh sẽ hỏi là Minh ơi, tại sao anh lại chọn Marriott mà anh không chọn ISG, anh không chọn Accor, anh không chọn Hilton, em thuyết phục anh đi. Có chia sẻ không? Cái mà rõ nhất với một nhà đầu tư, quay lại vấn đề lúc trước, là các nhà đầu tư, các anh chị chủ đầu tư là những người đã có kinh nghiệm về kinh doanh và về 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 dòng tiền, thì cái cách thuyết phục tốt nhất là trình bày về cơ hội dòng tiền sau này khi đi vào vận hành, khi mở cửa thì sẽ như thế nào, và phải làm rõ được rằng là với thương hiệu nào đó ban đầu thì cái mức đầu tư là sẽ như thế này. Thì lúc đó các anh chị sẽ tự quyết định, chứ mình không cần phải thuyết phục nữa. Các anh chị sẽ tự đánh giá, và cái việc mà anh chị ấy chọn bất cứ một tập đoàn nào là đấy là do quan điểm của anh chị ấy, mà chứ không phải là do mình cố mình mong muốn hay như thế nào đâu. Tức là mình làm những tốt nhất những gì mình có thể để thấy được rằng là một bức tranh toàn cảnh, là cần phải bỏ ra bằng này tiền để đầu tư. Khi bỏ ra bằng này tiền để đầu tư thì mình sẽ thu hồi về bằng bằng này tiền trong quá trình bằng này năm như thế này đó. Thì với các anh chị chủ đầu tư đều là những người đã có kinh nghiệm kinh doanh rồi, lúc đó sẽ tự tính toán được rằng là ở dòng tiền như thế này là phù hợp với mình. Thì lúc đó họ sẽ quyết định là đi với ai thôi. Bạn Minh này rất khéo, cho nên là bạn ấy đàm phán luôn luôn thường rất thành công. Marriott có những thương hiệu nào ở Minh? Marriott là 33 thương hiệu, trong đó có khoảng độ hơn 20 thương hiệu được sử dụng ở Việt Nam. Hiện nay thì đã mở cửa, trong các khách sạn đã mở cửa thì JW vẫn là thương hiệu cao cấp nhất.
Tuy nhiên còn những thương hiệu cao cấp hơn là Ritz-Carlton, St. Regis, Editions, W. Tuy nhiên rằng là những thương hiệu đấy đang chưa có mặt ở Việt Nam. Cái Ritz-Carlton ở Hà Nội mà mọi người nhìn thấy là cái khu vực căn hộ thôi, là Ritz căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton thôi chứ không phải là khách sạn. Vẫn mong muốn có một anh chị nào đó có khả năng hiểu được và sẵn sàng bỏ ra tiền để Đầu đầu tư tư một để cái thương hiệu Ritz-Carlton tại Hà Nội. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã có rồi, tuy nhiên là đang trong quá trình xây dựng. Thấp hơn nữa là những cái thương hiệu 5 sao bình thường. Luxuries là JW rồi, là ở phân khúc cao. Tức là 5 sao nhưng mà 5 sao cao hơn và có 5 sao thấp hơn. Thì tất cả những cái thương hiệu còn lại của Marriott như Marriott, Sheraton, Le Méridien, Renaissance, Autograph Collections là những cái thương hiệu gọi là 5 sao, upper upscale. Và dưới đấy nữa thì có những thương hiệu 4 sao là Courtyard by Marriott đang sắp sửa mở cửa ở Đà Nẵng. Four Points by Sheraton đã có ít nhất là hai cái khách sạn ở Việt Nam mở cửa rồi. Và sắp tới là mở cửa ở Hà Giang, Four Points by Sheraton. Thấp hơn nữa thì có Fairview. Fairview ở Bình Dương cũng đã mở cửa rồi. Moxy's thì nó là một cái gì đó nó hơi lạ, độc lạ, nó chưa có ở Việt Nam được. Nếu có thì sẽ chỉ là ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn lại ở các tỉnh chưa có. Marriott đợt vừa rồi ký hợp đồng quản lý một loạt các cái property cho tập đoàn Vingroup. Anh cũng rất thích Vin, các bạn rất năng động, rất nhanh nhẹn, rất sáng tạo, rất kiên quyết, quyết liệt. Lý do gì mà Vin lại thuê Marriott vận hành, trong khi đó Vin vận hành cũng tốt mà? Cái thương vụ đó khi mà xảy ra thì thị trường cũng khá bất ngờ nhưng với một số người lại không bất ngờ. Thực ra đấy là giữa hai tập đoàn đã làm việc với nhau từ từ trước khi mà em vào tập đoàn rồi, cho nên nó là kết quả của cái việc mà trước đấy từ trước đấy họ đã làm ở bên quy mô bên vùng. Nên là cụ thể chi tiết như thế nào thì bên vùng mới nắm được một cách rõ ràng hơn. Bạn Minh này, đấy mình vẫn quay lại rất khéo. Anh thì nghĩ rằng là lý do, một trong lý do đến chủ quan của anh rất đơn giản. Vinpearl vận hành tốt chứ không tốt, nhưng họ đang hướng tới một cái chất lượng tốt hơn nữa, đúng không? Muốn cung cấp một cái dịch vụ tốt hơn nữa cho khách hàng của mình, thì tại sao lại không? Tại Marriott đấy cũng sẽ là một cái thương hiệu mà sẽ đáp ứng được cái kỳ vọng và mong muốn của chủ tư. Còn ngoài nhiều cái khác ra, đấy là một trong những lý do. Mình vẫn quay về chủ đề nói chuyện về Marriott, tại vì anh cũng thích Marriott mà. Với bạn của anh cũng là người chủ tư có khách sạn mà Marriott đang vận hành. Đấy là anh Đăng Quang, chị Yến của chủ tịch và phó chủ tịch tập đoàn Masan, là người đang sở hữu khách sạn và với thương hiệu mà Marriott vận hành là Le Méridien. Thì trong đấy thì cũng có một cái buổi mà ngồi trò chuyện tâm sự nói chuyện với nhau, thì anh Đăng Quang cũng muốn rằng là hay mình muốn làm một cái mà upscale hơn, cao hơn thương hiệu Le Méridien. Anh nói tại sao lại không, nếu mọi người có tiền, mọi người đầu tư, đúng không, mọi người nâng cấp upgrade. Thì anh Đăng Quang mới hỏi là thế thì thương hiệu nào? Thế thì lúc đấy thì anh bảo có mấy thương hiệu. Thì ví dụ GW Marriott, hoặc ví dụ như là W. W là một cái thương hiệu mà cũng rất là hay, lifestyle, đúng không, mà có nhiều property trên thế giới rất là thích. Thì anh muốn mình chia sẻ một chút về những cái thương hiệu nào em thấy thích nhất của Marriott, không cần nhiều nhưng để cho khán giả trong cái chương trình này mọi người có thể hình dung ra, hoặc trong tương lai với em nói em thích là cũng muốn nhà đầu tư nào đấy người ta đầu tư về Ritz-Carlton, ví dụ như vậy. Thương hiệu yêu thích thì em không có một cái thương hiệu nào cụ thể yêu thích cả bởi vì em thích tất cả. Mỗi một thương hiệu có những cái điểm mạnh riêng tại từng thời điểm khác nhau và từng vị trí khác nhau và sẽ theo sự phát triển của xã hội nữa. Khi mà trước đây ít người đi khách sạn, ít người được trải nghiệm những cái khách sạn thì họ thấy nó là một cái gì đó nó cao cấp lắm nhưng thực ra nó là một cái thứ rất là bình thường.
Và khi trải qua được những cái thông thường rồi thì lại Ừ. muốn một cái gì đó nó mới lạ hơn. Ừ. Bản thân mỗi một thương hiệu Ừ. của các tập đoàn lớn luôn luôn có những cái sự thay đổi nhất định vào những Ừ. cái thời điểm khác nhau. Ừ. Họ thay đổi, họ nâng cấp lên để phù hợp với cái nhu cầu cũng như là mong muốn của khách hàng sử dụng khác nhau. Cái nhóm khách hàng cách đây 20 năm sẽ khác với cả cái nhóm khách hàng bây giờ, bởi vì khách hàng 20 năm trước thông thường của mình bây giờ họ đã hơn 20 tuổi, tức là 20 năm sau họ già hơn 20 tuổi rồi, thì họ cũng sẽ có những cái trải nghiệm khác nữa. Thì mỗi một khách hàng cũng sẽ có những cái mong muốn khác nhau, nên là cái tệp, từng tệp khách hàng cũng sẽ có cái sự khác biệt nhất định, và mỗi một thương hiệu sẽ nhắm đến những cái tệp khách hàng khác nhau tại từng thời điểm và tại từng thành phố. Quay trở lại với khách sạn của bạn anh, thì khách sạn đó vốn là của một tập đoàn khác, và Marriott mua lại cái tập đoàn đó vào năm 2016. Thì khi vào hệ thống của tập đoàn Marriott thì họ cũng vẫn giữ thương hiệu đó, tức là họ không thay đổi gì cả. Nhưng cứ những thay đổi nhỏ ở phía bên trong đó, họ qua theo năm tháng họ sẽ thay đổi những cái nhỏ, ví dụ như là phòng không có gì thay đổi cả. Tuy nhiên rằng là khu vực trải nghiệm ẩm thực của khách hàng, khu vực quầy bar cũng có những cái thay đổi. Thì gần đây nhất là cái quầy bar ở tầng 1 là được thay đổi, tầng trệt thay đổi. Và cái nhà hàng Akuna mới được nhận sao chứng Michelin. chỉ Michelin. Thì đấy là những cái mà thay đổi để mà tốt hơn, để tạo ra sự trải nghiệm của khách hàng. Và bản thân cái khách sạn mà anh em mình đang ngồi đây, trước đây có nhà hàng Crystal J, nhưng sau này khi mọi người đã quá quen thuộc với Crystal J rồi, đến mức mà có những khách hàng họ thuộc cả cái menu toàn bộ đấy rồi, thì anh tổng giám đốc cùng với tập đoàn, cùng với anh phụ trách về giám đốc ẩm thực, làm việc để đưa ra được cái chính sách thay đổi và trình lên cho chủ đầu tư để phân tích rằng là mình nên có một cái sự Đã thay đến đổi, thời điểm mình cần nên thay thay đổi đổi, nó. thì thay đổi sang nhà hàng John Anthony bây giờ, và sau này nữa có thể sang sang một cái nhà hàng khác nữa thì mình cũng chưa rõ. Đấy là việc sau này. Rồi Acribadex trước đây cũng nổi tiếng, và bây giờ lại là Kumihino. Thì mỗi một khách sạn, cho dù là ở tập đoàn nào và cụ thể là Marriott, thì sẽ luôn luôn có những cái sự thay đổi để tạo ra cái sự trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng. Luôn luôn thay đổi để khách hàng cảm thấy rằng là lần sau mình vào nó sẽ phải khác với cả lần trước, để cái trải nghiệm đó để họ sẵn sàng họ quay lại được nhiều hơn. Đấy là cái ưu thế mà Marriott làm rất là tốt, mà không chỉ ở Việt Nam mà ở các vùng khác cũng vậy luôn, ở các quốc gia khác trong vùng cũng luôn luôn tìm những cái sự thay đổi để tạo ra trải nghiệm mới cho khách hàng. Và đấy là những cái nhỏ từ khách sạn, và những cái lớn hơn là những cái thay đổi về mặt thương hiệu, thì cũng sẽ có những sự thay đổi dần dần, và chờ để khi khách sạn cần phải đến cái giai đoạn mà cần phải cải tạo thì mình sẽ cải tạo lớn để thay đổi theo cái hướng mới hơn. Quay lại một chút, khi mình nói về GW Marriott Hà Nội, một người làm ẩm thực rất thành công, vì là một người đã thay đổi từ Christian Jazz sang thương hiệu mới, mặc dù lúc đấy Christian Jazz rất thành công, mọi người rất thích nó luôn, đúng không? Tại ý tại anh muốn nói ở đây rằng là cái hay của Marriott là mọi người luôn luôn thay đổi. Thực ra kinh doanh hoạt động trong ngành khách sạn, mình cũng nói các bạn nó luôn luôn thay đổi. Và mình phải luôn luôn thay đổi để tạo ra một cái trải nghiệm tốt hơn, thú vị hơn, một cái sự hài lòng hơn của khách hàng. Thì đấy chính là cũng cái hay mà của Marriott. Vẫn quay lại cái beauty của Accor, như anh Nicola nói khi merging, thì khi mà Marriott mua lại của tập đoàn Sheraton của Starwood. Starwood, có thương hiệu của Sheraton, khi mua Starwood đấy, thì với cá nhân em nghĩ nó có phải là beauty không, cũng như là Accor khi merging giữa Movenpick và Accor. Lúc mà tập đoàn Starwood được giao bán, và tại thời điểm đó là em vẫn còn ngồi tại Accor, thì vì trong ngành cho nên là mình phải theo dõi những cái tin tức như thế. Thì tại thời điểm đó là có hai đơn vị mà đấu giá để mua, để mà chào mời mua cái đó. Ví dụ đó là có một tập đoàn ở Trung Quốc, và họ trả giá rất là cao, nhưng không hiểu sao sau đó mà cuối cùng lại về với Marriott. Thì lúc đó là tạo ra
cái đơn vị quản lý vận hành khách sạn lớn nhất thế giới với số lượng tại thời điểm đó là hơn 1 triệu phòng, 1 triệu 100 phòng đúng tại thời điểm đó. Để đến bây giờ là đã hơn 1 triệu 500 phòng rồi. Số lượng khách sạn cũng vượt trên 9.000 phòng rồi. Thì nó cũng là một trong những cái thứ gọi là beauty của Marriott. Lúc đó họ mua để họ tạo ra được cái quy mô lớn. Và khi có quy mô lớn như vậy rồi thì cái hệ thống hỗ trợ nó cũng sẽ tốt hơn cho từng khách sạn cũng như là các chủ đầu tư. Anh nói thêm một chút, tại sao lại muốn chủ tư sẽ đầu tư một cái Ritz-Carlton ở Việt Nam? Việt Nam đã đến thời điểm mà khách quốc tế họ biết đến nhiều hơn rồi. Năm 2019 trước khi Covid xảy ra, gần 19 triệu khách đến đây. Theo dự đoán thì sẽ quay trở lại đến khoảng độ 2028. Mình sẽ quay lại được cái thời điểm đó. Tức là với cái sự tăng trưởng như hiện tại, có thể là sớm hơn hoặc có thể là muộn hơn, nhưng với sự tăng trưởng như hiện tại thì đến năm 2028 sẽ có thể quay trở lại đấy được. Thì khi khách đến đây rồi, khách sạn tốt nhất ở Việt Nam, ở Hà Nội hiện tại, ngoại trừ 3 khách sạn thì chưa có gì mới cả. Mà một khách sạn thương hiệu cao hơn cũng chưa có mặt ở đây. Thì tại sao lại không chứ? Tại sao mình không tìm một ai đó có thể đầu tư được? Nhưng tuy nhiên cái vị trí nó phải ở một cái địa điểm mà nó bền vững. Bởi vì mỗi một cái hợp đồng quản lý khách sạn mà cao cấp như thế thì cái thời điểm mà quản lý nó rất là dài. Em có thể chia sẻ một người dài là bao nhiêu được không? Hơn 25 năm. Các thương hiệu khác thì có thể thấp hơn một chút đúng không? Tùy từng thương hiệu, tùy từng đẳng cấp. Thì qua đây để mọi người cũng theo dõi, những ai mà yêu mến Marriott, các chủ đầu tư thích Marriott, muốn đầu tư thương hiệu đẳng cấp xịn sò hơn nữa, thì mọi người cũng xác định rằng đấy, thời hạn nó sẽ là như vậy, 25 năm chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng cái ý tưởng, cái mong muốn của em khi em làm trong cái lĩnh vực này ấy, không chỉ là cho tập đoàn, mà em còn nhìn thấy một khía cạnh khác nữa là tạo ra một cái lĩnh vực mới về dịch vụ cho rất nhiều người trẻ ở trong lĩnh vực khách sạn. Như anh đã từng làm vận hành, anh hiểu được rồi. Mình chỉ cần có mong muốn học hỏi, còn lại các cái kỹ năng về nghề nghiệp có thể được đào tạo bởi các tập đoàn. Bất cứ tập đoàn nào cũng có một bộ phận đào tạo, tuyển dụng và đào tạo. Thì chỉ cần có mong muốn được học hỏi, có thể đào tạo từ vị trí thấp nhất. Và nếu như học hỏi được thì sẽ đi lên dần. Em vẫn còn nhớ một cái khách sạn là không tiện nêu tên ra ở đây. Nhưng mà khi khách sạn là mới mở cửa và em có đến trải nghiệm, em có ăn ở nhà hàng, thì em có nói chuyện với cái bạn phục vụ ở trong nhà hàng đó. Khách sạn đấy ở một cái vị trí gọi là khỉ ho có gáy, chưa có khách sạn nào bao giờ ở đấy cả. Thì em rất ngạc nhiên khi mà cái bạn ấy nói giọng địa phương ở đó. Em có hỏi rằng là thế em làm ở đây lâu chưa? Bạn ấy bảo rằng là bạn ấy làm được 4 tháng thôi. Và thế trước đây làm gì? Và trước đây là em làm ở trong lò gạch. Bạn ấy là một công nhân ở trong lò gạch. Thế nhưng bạn ấy vì mong muốn và cái tập đoàn vẫn tuyển dụng bạn ấy vào. Và thế em không biết tiếng Anh thì làm sao em làm được? Thì có người hỗ trợ em ban đầu và sẽ có những cái mẫu câu cụ thể để cho em đào tạo cho em để em nói chuyện. Và nếu khó quá thì sẽ có những anh chị ở cấp cao hơn hỗ trợ, nhưng em được học những cái thứ đó. Thế em có thích hay không? Và em rất là thích, bởi vì tuy rằng là không được lương không được cao như trước đây, nhưng mà lại không quá bị vất vả như ngày trước làm ở trong cái lò gạch bê gạch rồi là bê đó. Và được gặp các anh chị như thế này. Và thế em có định gắn bó không? Mà em nghĩ rằng là em sẽ gắn bó lâu ở đây. Thì khi mà một cái khách sạn mở ra ở một đâu đó, tức là sẽ tạo ra được rất nhiều công ăn việc làm và sẽ thay đổi được cái thói quen tiêu dùng của người dân ở khu vực đó, bởi vì sẽ có những cái dịch vụ hỗ trợ từ phía bên ngoài nữa. Ví dụ trong quá trình xây dựng thì sẽ phải có công nhân từ nơi khác đến, thì một người dân ở khu vực đó có thể sẽ có những nhà trọ cho công nhân.
Sẽ có những cái quầy tạp hóa bán nước, thuốc lá, trà đá cho công nhân, thì nó sẽ có những cái thay đổi dần dần để tạo ra công ăn việc làm, và khi dòng tiền dịch chuyển kinh tế tốt hơn thì cuộc sống mọi người sẽ tự nhiên tốt hơn thôi. Cảm ơn Minh. Em đã chia sẻ rất nhiều cho anh hỏi. Thế em có ý định gắn bó với Maroc nữa không, lâu dài không, như bạn ấy muốn gắn bó với khách sạn không? Câu hỏi tế Không hề tính. nhị. Em nghĩ rằng là chừng nào mà vẫn còn chủ đầu tư có mong muốn xây dựng khách sạn thì em sẽ vẫn còn gắn bó với công việc này. Nó không phải là nghề, nó là công việc, nó là một cái trải nghiệm. Mà đến bây giờ thì em cũng vẫn còn phải tự học hỏi thêm để hiểu được rằng là cần đi nhiều hơn để phát triển được tốt hơn. Cảm ơn Minh đã tham gia buổi trò chuyện với Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Mình cũng hy vọng rằng các thông tin chia sẻ của Minh, rồi những đặc biệt là thông tin về Hotel Development, về Accor, về Marriott cũng sẽ có những giá trị và truyền cảm hứng cho mọi người. Anh hy vọng rằng là trong thời gian tới mình sẽ ký sign được cái deal để có một Ritz-Carlton ở Việt Nam. Cảm ơn mình đã dành thời gian chia sẻ cho Arrival Podcast trên kênh Hotel Việt Nam. Mình hy vọng rằng các chia sẻ của mình về Hotel Development, về Accor, về Marriott sẽ có giá trị và có truyền cảm hứng cho các bạn đang theo dõi kênh của bọn mình. Cảm ơn mình rất nhiều. Cảm ơn anh Khánh đã mời, và hy vọng rằng là lần tới cái podcast khác thì anh em mình sẽ thay đổi vị trí, bởi vì chắc là mọi người cũng rất muốn phỏng vấn anh Khánh cụ thể, và tức là những người mà đã về sau này để phỏng vấn những bậc tiền bối như anh Khánh về những cái kinh nghiệm phát triển của anh làm thế nào từ một người bước chân vào trong lĩnh vực này không biết gì và bây giờ rất là thành công và như anh ấy bây giờ.